Chương 3602, một ghế đập tới. Trương Trường Vũ vừa ra tới, liền cho Lý Thất Dạ chụp đỉnh đầu chụp mũ, bất kể như thế nào, hắn trước cho Lý Thất Dạ chụp một cái chụp mũ lại nói, để cho mình thoáng cái đứng thượng phong. Trương Trường Vũ, ngươi tại nói với nói vẫn cái gì? Dương Linh không phải là ngu ngốc, nàng vừa nghe đến Trương Trường Vũ cho Lý Thất Dạ chụp như thế một đỉnh chụp mũ, nàng liền biết tình huống này đối Lý Thất Dạ không ổn, lập tức đối trương trường vũ quát lên ở trước mặt tất cả mọi người bị dương linh như vậy quát lên cái này lập tức để trương trường vũ vẻ mặt khó coi đến vô cùng đỉnh vẻ mặt thoáng cái đỏ lên hắn vốn là mười phần ưa thích nhưng mà dương linh vì bảo vệ lý thất dạ nhưng khắp nơi cùng hắn gây khó dễ đây là để hắn cho rằng cỡ nào khó chịu sự tình quận chúa ta nói câu câu là tình hình thực tế họ lý chính là nói khoác không biết ngượng chửi bới chúng ta vân nê học viện thủy tổ, xem như vân nê học viện học sinh, đương nhiên là có trách nhiệm đi bảo vệ vân nê học viện tôn nghiêm. Trương Trường Vũ trầm giọng nói, quận chúa khắp nơi bảo vệ cái này họ lý, đây là ý gì, hắn cũng không phải vân nê học viện học sinh. Ở đây không ít học sinh đều nhìn nhau liếc mắt. Cũng có học sinh thấp giọng thảo luận mấy tiếng, tại một ít học sinh nhìn tới, trương trường vũ lời này cũng thật sự là có này mượn đề tài để nói chuyện của mình, Lý Thất Dạ cũng không có nói cái gì chửi bới mà nói, chỉ là Trương Trường Vũ cho Lý Thất Dạ đỉnh đầu chụp mũ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có cớ. Ở thời điểm này, ai nấy đều thấy được, Trương Trường Vũ là hướng về phía Lý Thất Dạ tới, điều này cũng làm cho không ít học sinh nở nụ cười. Đương nhiên, cũng không có cái nào hội học sinh đi bảo vệ Lý Thất Dạ, hoặc là chủ trì công đạo gì gì đó. Dù sao, bọn họ đều cùng Lý Thất Dạ không có đóng tình. Hơn nữa Lý Thất Dạ cũng không phải Vân Nê Học viện học sinh, Huống chi, Trương Trường Vũ dù sao cũng là xuất thân từ quý tộc. Cho thể diện mà không cần, Dương Linh nhất thời biến sắc, quát lạnh một tiếng, nói: "Nếu ngươi có chủ tâm cùng chúng ta gây khó dễ, vậy liền để ta giáo huấn giáo huấn ngươi, nhìn ngươi có phải hay không có tiến bộ." Nói cũng đã vũ khí nơi tay. Dương Linh đột nhiên tức giận, cái này lập tức để Trương Trường Vũ không khỏi lui về phía sau mấy bước, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, vẻ mặt thoáng cái đỏ lên được thành trư can sắc. Dương Linh thái độ, liền nhất thời để hắn càng thêm khó chịu. Rất nhiều bạn học đều biết hắn là ưa thích Dương Linh, hiện tại Dương Linh vậy mà vì lý thất giả như vậy chỉ là một cái sơn giả tiểu tử cùng hắn trở mặt, thậm chí không tiếc muốn cùng hắn đồng thủ, này làm sao không cho hắn mười phần khó chịu nổi đây, cái này khiến hắn tại cái khác trước mặt bạn học không ngẩng đầu được lên. Trong lúc nhất thời, Trương Trường Vũ bị tức đến run rẩy, hắn không khỏi nhìn hầm hầm lý thất dạ hai mắt đều phun ra lửa hắn đem tất cả cơn giận dữ đều di chuyển đến lý thất dạ trên người tiểu sư tỷ cần gì chứ trường vũ cũng không có nói sai cái gì ơ thời điểm này một cái vững vàng mạnh mẽ âm thanh vang lên mọi người theo âm thanh nhìn tới chỉ thấy một cái niên kỷ so trương trường vũ lớn không ít học sinh đi tới người học sinh này sau lưng đi theo không ít bạn học người học sinh này dung mạo tuấn lãng cử chỉ trong lúc đó có quý khí ăn mặc một thân mạ vàng trường bào càng lộ ra hắn tôn quý khí chất để cho người ta xem xét liền biết hắn là sinh tại nhà quyền quý tiểu vương gia tới nhìn thấy người học sinh này đi tới ở đây không ít học sinh cũng đều đều cùng hắn chào hỏi nhìn ra được người học sinh này tại vân nê học viện có rất không tệ giao tiếp nghiêm sư huynh nhìn thấy người học trưởng này đi tới trương trường vũ vội chào hỏi Nghiêm tĩnh hiên, nhìn thấy người học sinh này, Dương Linh vẻ mặt thay đổi thoáng cái, nàng hừ lạnh một tiếng, cũng không phải rất cho hắn tình cảm và thể diện. Cái này kêu nghiêm tĩnh hiên học sinh, so Dương Linh cùng Trương Trường Vũ cao hơn một giới, thực lực của hắn so Dương Linh, Trương Trường Vũ đều mạnh hơn không ít, càng quan trọng hơn là, nghiêm tĩnh hiên xuất thân nghiêm gia, vốn là một cái thế gia, hơn nữa, phụ thân hắn vẫn là kim sử vương triều công lao. Chính là vương gia huân tước, thực lực thậm chí cường hãn. Càng quan trọng hơn là, nghiêm tĩnh hiên gia tộc bọn họ, chính là đứng kim sử vương triều đại làm thịt phái này, vang ảnh lực mười phần lớn, có thể nói là chỗ dựa đủ cường đại. Nghiêm tĩnh hiên đến gần sau đó, đánh giá một cái lý thất dạ, lạnh nhạt nói, vị này nhất định là tới từ vạn thú sơn lý thiếu gia đi. Lý thiếu gia xuất thân từ vạn thú sơn, có lẽ rất nhiều quy kỷ không hiểu, nhưng mà, tại vân nê học viện, liền nên thủ vân đê học viện quy kỷ, mong rằng vị này lý thiếu gia có thể tự hạn chế một hai. Ta chính là quy kỷ. lý thất già không khỏi thản nhiên cười một tiếng, nói đến mười phần tùy ý, lý thất già cái này mười điểm tùy ý vừa ra, nhất thời để ở đây học sinh cũng không khỏi mắt choáng váng. tuy là ai cũng nghe được nghiêm tĩnh hiên lời này là đang cảnh cáo lý thất già, hắn cũng là cho trương trường vũ giữ thể diện, nhưng mà nghiêm tĩnh hiên lời nói này đến còn tính là khách khí. Nhưng mà, Lý thất dạ nhưng không có chút nào cho nghiêm tĩnh hiên mặt mũi, trực tiếp oán giận tới, hắn như vậy ta chính là quy kỷ một câu. Đó chính là tương đương một cái bạc tai hung hăng quất vào nghiêm tĩnh hiên trên mặt. Cái này khiến nghiêm tĩnh hiên cũng không khỏi trở nên biến sắc, ánh mắt thoáng cái lạnh không ít. Dù sao, hắn thực lực chính là rất mạnh, xuất thân lại cao quý, tại vân nê trong học viện, bạo dạng trực tiếp không cho hắn tình cảm và thể diện bạn học không nhiều, huống chi, đây là một cái đến từ vạn thú sơn tiều phu có học sinh nghe được lý thất dạ nếu như vậy cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu nói tiểu tử này có phần quá phách lối đi vâng nê học viện không phải hắn có thế ngang tàn địa phương hắn là một cái vạn thú sơn đi ra sơn giả tiểu tử như thế nào lại lý giải hiện nay kim sử vương triệu cái loại này đang xen chằng chịt phức tạp thế lực đỏ sức đây nếu như hắn không thức thời cuốn vào trong đó chỉ sợ là thịt nát xương tan cũng nhiều năm dài học sinh đều nói thầm một tiếng. Bởi vì nghiêm tĩnh hiên gia tộc bọn họ là đứng tại thái tể phái này, mà trương trường vũ gia tộc cũng là xuất từ thái tể một vẻ, đương nhiên sẽ là lẫn nhau giúp đỡ. Khẩu khí thật lớn, trương trường vũ không khỏi quát to, ngươi thì tính là cái gì, dám ở chúng ta vân nê học viện nói khoác không biết ngượng, tự tìm đường chết, ta à, một tiếng thảm vang lên, trương trường vũ lời nói vẫn chưa nói xong, trên trời tối sầm lại, một cự vật đập xuống đến tại âm một tiếng phía dưới trương trường vũ liền trốn đều không thể thoát khỏi đến tại chỗ bị đập tại trên thân tại giữa tiếng kêu gào thê thảm nghe được sồn sục xương vỡ thanh âm vang lên trương trường vũ trên người không ít xương cốt bị đập đứt mọi người định nhãn nhìn lại chỉ thấy lý thất dạ bàn tay lớn vừa thu lại vốn là bầy ở nham thạch bên trên tấm kia ghế đá nặng nề mà đập vào trương trường vũ trên người đập đến trương trường vũ toàn thân máu tươi chảy rồng trương này ghế đá nhưng mà vân nê thượng nhân ngồi qua ghế đá a đối với vân nê học viện tới nói ý nghĩa không thể coi thường hiện tại nhìn hung hăng đập vào trương trường vũ trên thân thoáng cái đập đến trương trường vũ máu tươi tung tóe thân trên người xương cốt đều bị đập bể nát không ít học sinh thoáng cái đều chậm thẫn thờ tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng trương này ghế đá là thế nào đập ở trương trường vũ trên người, người muốn làm gì nghiêm tĩnh hiên hét lớn một tiếng đang muốn ra tay không vội không vội tại nghiêm tĩnh hiên muốn ra tay cứu trương trường vũ thời điểm lý thất dạ đã một chân đạp tại trương trường vũ trên mặt nghiêm tĩnh hiên nhất thời dừng bước sợ ném chục vỡ bình hắn sợ bản thân vừa lên đi vào lý thất dạ liền một chân đạp vỡ dương tràng định đầu lâu ở đây không ít học sinh đều thoáng cái bối rối bởi vì lý thất dạ ra tay không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đột nhiên gây rối loạn để cho người không nghĩ tới là thắng vậy mà vung lên vân nê thượng nhân ghế đá hung hăng đập vào trương trường vũ trên người thử nghĩ thoáng cái tại vân nê học viện ai dám di chuyển vân nê thượng nhân ghế đá nhưng lý thất dạ nhưng không có như vậy kiên kỵ tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần thời điểm ghế đá đã đập đến trương trường vũ máu tươi bắn tung tóe tiểu tử này có phần quá độc ác a à, một lời không hợp lại đột nhiên đập chết người có học sinh không khỏi nói thầm một tiếng nói liền xem như động thủ, cũng chào hỏi một tiếng, cái này có phần quá không riêng minh lỗi lạc đi. Ngươi cũng quá không hiểu rõ tiểu tử này. Có một vị đã từng đi qua vạn thú sơn học sinh, hắn lắc đầu nói, tuy là đạo hạnh của hắn không ra sao, nhưng, hắn tuyệt đối là một cái lòng dạ độc ác người, tại vạn thú sơn thời điểm, hắn mưu hại 10 vạn đại quân, máu chảy thành sông, liền con mắt đều không nháy mắt thoáng cái, người cho rằng giết chết một cái trương trường vũ, hắn sẽ con mắt nháy một chút sao cái kia cũng đúng tiểu tử này thật là nhân vật hung ác một người học sinh khác không khỏi cười khổ một cái nói bất quá nơi này không phải vạn thú sơn một khi đâm cái sọc lớn chỉ sợ hắn cũng sẽ không có kết cục tốt ngươi 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 muốn làm gì lúc này trương trường vũ bị lý thất dạ đạp trên khuôn mặt không khỏi vừa sợ vừa giận hét lớn lý thất dạ chỉ là lãnh đạm nhìn hắn liếc mắt lạnh nhạt nói cái này chỉ là một cái cảnh cáo mà thôi lần tiếp theo dám lại trước mặt ta nói với nói vẫn liền là của ngươi giờ chết ngươi trương trường vũ không khỏi gầm thét một tiếng nhưng mà hắn lời nói còn không có nói ra lý thất dạ một chân đạp tại trên miệng của hắn nhất thời nói không ra lời để sắc mặt hắn đỏ lên trương trường vũ nổi giận vô cùng ngay trước tất cả học sinh trước mặt bị lý thất dạ đạp ở trên mặt đây là vô cùng nhục nhã Đủ rồi, Nghiêm Tĩnh Hiên không khỏi gầm thét một tiếng, nói: "Ngươi có phần quá mức, quá phách lối đi, nơi này chính là Vân Nê Học viện." Vân Nê Học viện lại như thế nào? Lý Thất già chỉ là nhìn hắn một cái, nói: "Đối với ta mà nói, chỗ nào cũng như nhau." Ngươi, Nghiêm Tĩnh Hiên không khỏi bị tức đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới Lý Thất Dạ như vậy không cho tình cảm và thể diện, ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp oán giận hắn lý thất dạ lý đều chẳng muốn đi để ý đến hắn thu chân xoay người rời đi dương linh lấy lại tinh thần vội đi theo nghiêm Tĩnh hiên nhìn lý thất dạ đi xa bóng lưng không khỏi lộ ra lạnh lùng sát ý tiểu tử này động tác mới vừa rồi có điểm giống nham thạch trên đồ án động tác tại lý thất dạ sau khi đi xa có một vị thiên phú rất cao học sinh lấy lại tinh thần thì thào nói hắn cho rằng thật kỳ quái lý thất dạ vừa rồi đưa tay đi lấy ghế đá động tác thật sự là nhìn rất quen mắt không thể nào có học sinh nghe nói như thế lắc đầu nói hắn luyện đều không có luyện làm sao có thể khiến cho ra nham thạch trên đồ án động tác đây cái này chỉ sợ là trùng hợp a cái này trên đồ án động tác giữa hắn một cái sơn giả tiểu tử làm sao có thể tìm hiểu ra tới không có đồng học lại tin tưởng lý thất giả dạ động tác là bắt nguồn từ nham thạch hình vẽ Chương 3603, Vạn Lô Phong Lý thất dạ rời đi ngộ đạo phong sau đó, Dương Linh vội mang theo hắn đi Vạn Lô Phong tham quan. Vạn Lô Phong, xem như chính đại phong bên trong thấp nhất một tòa chủ phong, nhưng mà, nó nhưng là chính đại chủ phong bên trong càng tráng kiện sơn phong, từ xa nhìn lại thời điểm, Vạn Lô Phong giống như là một cái to lớn hồng lô, hồng lô thô to, đó là không cách nào tưởng tượng, chiếm diện tích ngàn dặm rộng, giống như là một tòa cực lớn vô cùng núi lửa đồng dạng, đỉnh núi chính là miệng núi lửa. Còn chưa có tới Vạn Lô Phong thời điểm, xa xa liền có thể nghe được một hồi đinh đang đinh đang rèn sắt tiếng. Nghe được cái này từng trận đinh đang đinh đang rèn sắt tiếng thời điểm, cái này để người ta còn tưởng rằng bản thân là đi nhầm địa phương đây, thế này sao lại là Vân Nê học viện, nơi này là càng giống nào đó đầu phố xá sầm uất bên trong rèn sắt ngõ nhỏ. Nhưng cái này quả thực thật là vân nê học viện vạn lô phong, nó là vân nê học viện chính đại chủ phong một trong, hơn nữa cũng là vân nê học viện học sinh thích nhất địa phương một trong, bởi vì vạn lô phong mọi người thuận tiện nhất rèn đúc hoặc là tầng rèn bản thân binh khí địa phương tốt. Đến gần vạn lô phong, liền có thể cảm nhận được một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Tuy là nói, cái này một cổ sóng nhiệt cũng không phải là đặc biệt nóng bỏng, nhưng mà, thời gian lâu dài, dường như khiến người ta cảm thấy thân thể của mình muốn đốt cháy lên đồng dạng, hình như có huyền diệu vô cùng hỏa diễm tại trong thân thể mình mặc xông ra, phải đem bản thân đốt cháy đến không còn một mảnh. Chính là bởi vì như vậy đặc biệt sống nhiệt, để cho người ta tại Vạn Lô Phong phía trên cũng không phải là thư thái như vậy, nhưng mà vẫn như cũ có rất nhiều vân nê học viện học sinh tới Vạn Lô Phong, bất luận là vì chế tạo binh khí của mình, vẫn là tầng rèn bảo vật của mình. Vạn Lô Phong bên dưới có thềm đá bàn kéo dài mà lên từng bậc từng bậc thềm đá bao quanh vạn lô phong một vòng một vòng địa bàn lên cao tại đây thềm đá bên cạnh thường cách một đoạn khoảng cách ngươi liền có thể nhìn thấy có một cái miệng lò cái này miệng lò là đào vào ngọn núi trong lò bốc lên lửa khói mỗi một cái miệng lò lửa khói là không giống có miệng lò lửa khói thuần thanh cũng có miệng lò lửa khói là xích vàng còn có miệng lò lửa khói là không màu chính là như vậy bàn kéo dài lấy thềm đá mà lên từng cái miệng lò xuất hiện tại ngọn núi phía trên, một mực bàn kéo dài đến đỉnh núi. Nếu như cẩn thận đi đến thoáng cái, nói không chừng thật sự chính là có một vạn cái miệng lò. Nhiều như vậy miệng lò, có lẽ, đây là vạn lô phong tên lai lịch đi. Chúng ta đến vạn lô phong. Dương Linh đứng tại vạn lô phong chân núi thời điểm, đối lý thất giả nói, chúng ta vân nê học viện vạn lô phong, đây chính là lai lịch kinh thiên. Truyền ngôn nói, Vân Nê Học Viện Thủy Tổ sáng tạo Vân Nê Học Viện sau đó, từ một cái tuyên cổ tàn tạ chi địa bên trong kéo về một tòa thần phong, đốt cháy lô phong phía trong thần hỏa, cùng đào vạn lô, lấy thuận tiện hậu thế tất cả học sinh luyện tạo binh khí của mình. Đứng tại vạn lô phong chân núi, cảm thụ được hơi nóng phả vào mặt, chân đạp vạn lô phong bùn đất, không cần đi con mắt nhìn, cảm thụ được vạn lô phong tất cả, lý thất dạ liền đối vạn lô phong rõ ràng trong lòng. Quả thực là một cái thật lô lý thất già thản nhiên nở nụ cười nói thực là lô tố tậy chúng ta vạn lô phong đương nhiên là khó lường nghe lão sư nói trăm ngàn vạn năm đến nay không biết bao nhiêu người muốn mượn chúng ta vạn lô phong luyện tạo vũ khí đây chỉ bất quá có thể cho chúng ta vạn lô phong tới luyện binh khí người đó là lác đác không có mấy nghe nói năm đó cổ thiện đạo quân tam chân đạo quân bọn họ đều từng mượn qua chúng ta vạn lô phong luyện tạo vũ khí ở đây luyện tạo ra được bọn họ tuyệt thế vô địch đạo quân vũ khí loại trừ đạo quân bên ngoài còn có khá hơn một chút vô địch thiên tôn đều từng tại đỉnh núi đại lô luyện qua vũ khí vạn lô phong đại danh hiển hách đã từng dương danh thiên hạ vạn cổ đến nay gặp qua vạn lô phong đạo quân vô địch thiên tôn cũng không khỏi khen một tiếng ở đời sau quả thực là rất nhiều người mượn dùng hơn vạn lô phong tới đoán tạo vũ khí giống như dương linh nói tới cổ thiện đạo quân tam chân đạo quân đều từng tới vạn lô phong luyện tạo qua bản thân đạo quân chi binh. Trên thực tế, tại vân nê thượng nhân thời đại kia, liền trên đời vô địch mai đạo quân đã từng mượn dùng qua vạn lô phong luyện tạo vũ khí. Quả thực là để cho người ta thèm nhỏ giải, có nhiều người như vậy tới mượn lô luyện vũ khí, đó cũng là có thể hiểu được. Lý thất giả cảm nhận được vạn lô phong sau đó, liền biết vạn lô phong ảo diệu, thản nhiên cười cười. Như vậy một cái thật lô, đương nhiên là đáng giá để vô địch đạo quân vô sông thiên tôn thèm nhỏ giải đương nhiên những này vô địch đạo quân vô sông thiên tôn không tiện tới cướp vân nê học viện vạn lô phong đành phải hướng vân nê học viện mượn vạn lô phong dùng một chút nghe lão sư nói năm đó dịp đạo quân luyện tại chủ lô luyện tạo đạo quân chi binh thời điểm chính là trời khoe dị tượng có chư thiên giáng lâm hiện lên tiên ảnh thậm chí xuất hiện trong truyền thuyết tiên đạo lãnh thổ địa phương thật là trung động bác hoang bên trong có vô số đại nhân vật đứng ngoài quan sát kinh ngạc vạn thế dương linh nói qua vạn lô phong qua lại vinh quang cũng không khỏi trở nên hưng phấn nhìn nàng cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ dường như năm đó nàng cũng ở tại chỗ quan sát đồng dạng thập phần hưng phấn hình dáng không cách nào dùng bút mực để hình dung lý thất dạ nhìn vạn lô phong không khỏi thản nhiên nở nụ cười một lát sau hắn lạnh nhạt nói bất quá hiện tại đã không còn năm đó vinh quang Lý Thất Dạ lời này vừa ra, giống như là một chậu nước lạnh dội tại Dương Linh trên đỉnh đầu đồng dạng, nạn nhất thời cũng không khỏi trở nên yếu xìu, giống sương đánh quả ca đồng dạng. Ngươi liền không thể làm người ta cao hứng thoáng cái sao? Dương Linh không khỏi hờn dỗi một tiếng, liếc Lý Thất Dạ liếc mắt. Lý Thất Dạ giang tay ra, cười nhạt, nói, ta nói đúng nói thật mà thôi. Dương Linh cũng không thể tránh được, nói, nghe lão sư nói vạn lô phong cấp cho đạo quân dùng đến quá nhiều vạn lô phong trong cơ thể thần hỏa hao tổn quá lớn chủ lô thần hỏa đã tắt giống như lý thất giả nói như vậy hôm nay vạn lô phong đã không còn năm đó vinh quang bởi vì vạn lô phong đỉnh núi bên trên chủ lô thần hỏa đã tắt thử nghĩ thoáng cái đạo quân luyện tạo vô địch đạo quân vũ khí đó là đáng sợ cỡ nào sự tình cần cường đại cỡ nào thần hỏa tới chống đỡ đặc biệt là trời giáng dị tượng tình huống phía dưới Đạo quân luyện tạo đạo quân vũ khí, đối với Vạn Lô Phong cũng sinh ra cực lớn xung kích. Một cái đạo quân luyện tạo vũ khí thì cũng thôi đi, đã từng có mấy cái đạo quân ở đây luyện tạo qua vô địch vũ khí, hơn nữa Vô Song Thiên Tôn đã từng có không ít ở đây luyện tạo qua bọn họ tuyệt thế chi binh. Tại dạng này kinh người hao tổn phía dưới, có một ngày Vạn Lô Phong chủ phong thần hỏa dập tắt, chỉ còn lại có phong thể từng cái tiểu lô hỏa diễm còn tại toát ra. Nhưng mà Đối với vạn lô phong tới nói, quản chi từng cái tiểu lô có một vạn miệng, nhưng cũng không bằng chủ lô một cái thần hỏa. Dù sao, chủ lô thần hỏa, đây mới thực sự là luyện tạo vô địch binh khí thần hỏa. Cũng chính bởi vì vậy, từ đó về sau, vân nê học viện vạn lô phong cũng không tiếp tục cho mượn, ai cũng không thể tới mượn dùng vạn lô phong, chỉ có vân nê học viện học sinh bản thân sử dụng. Bông, ở thời điểm này, vạn lô phong bên trên có miệng lò phun ra thật cao hỏa diễm, ở nơi đó hiện ra dị tượng, có lần lượt quan luân hiện lên. Có sư huynh sư tỷ luyện thành binh khí. Nhìn thấy như vậy một màn, Dương Linh vội cao hứng nói, thiếu gia, chúng ta đi lên đi một chút nhìn một chút, nhìn vị sư huynh nào luyện ra tốt nhất vũ khí. Nói, lôi kéo lý thất dạ liền hướng vạn lô phong bên trên chạy tới. Lý thất dạ cười cười, cũng đi theo. Vạn lô phong, tại phong thể bên trên có vạn tiểu lô mỗi một cái tiểu lô lò lửa cũng không giống nhau có lò lửa chính là có được gỗ tức thuộc tính cũng có lò lửa nắm giữ băng xương thuộc tính còn có lò lửa nắm giữ long viêm thuộc tính không nói khoa trương chút nào tại vạn lô phong bên trong có thể chế tạo ra ngươi mong muốn bất kỳ thuộc tính vũ khí có thể chế tạo ra tất cả thuộc tính vũ khí chỉ sợ loại trừ vạn lô phong bên ngoài không còn có những địa phương khác lý thất giả cùng dương linh dọc theo thềm đá đi lên thời điểm nghe được từng cơn đinh đang đinh đang rèn sắc tiếng, có từng cái vân nê học viện học sinh ở đây rèn đúc lấy binh khí của mình. Có học sinh là tại đoán tạo bản thân binh khí mới, dùng mới tài liệu chế tạo một cái hoàn toàn mới vũ khí, cũng có một chút học sinh là tại rèn luyện bọn họ lão binh khí, bởi vì vạn lô phong lò lửa là độc nhất vô nhị, còn mang theo đủ loại thuộc tính, đem bản thân lão binh khí để vào vạn lô phong miệng lò bên trong đốt cháy rèn luyện, có thể đem bản thân trong binh khí một ít không thể rèn luyện đi ra tạp chất triệt để quét sạch, để cho mình vũ khí uy lực càng lớn. Hơn nữa, tại rèn đúc bản thân lão binh khí quá trình bên trong, còn có thể cho mình lão binh khí phụ thuộc lò lửa thuộc tính, đây cũng là trong lúc vô hình tăng lên lão binh khí uy lực. Thử nghĩ thoáng cái, cái nào học sinh không thích vạn lô phong đâu? Cho nên, tại Vân Nê học viện học sinh, lúc nào cũng cũng không có việc gì đều sẽ hướng vạn lô phong chạy cũng không có việc gì đều sẽ lấy ra binh khí của mình tới tại vạn lô phong rèn đúc một phen dọc theo thềm đá mà lên dương linh thỉnh thoảng đi xem một chút một ít sư huynh sư tỷ luyện tạo vũ khí đây vốn là đơn giản một chút luyện tạo dương linh cũng là thấy được nồng nhiệt nhưng lý thất dạ cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi đối với những này luyện tạo vũ khí lý thất dạ cũng không có gì hứng thú hắn đối với vạn lô phong đỉnh núi thổ chất ngược lại đưa tới hứng thú của hắn ngay tại lý thất dạ bọn họ tiếp tục đi lên thời điểm đột nhiên rối loạn tưng bừng truyền đến không ít học sinh hướng giữa sườn núi sông tới mau đi xem một chút tam bản nộ phủ vũ khí muốn ra lò nghe nói binh khí này khó lường đây không biết ai quát to một tiếng hướng trên ngọn núi sông tới cái gì tam bản nộ phủ vũ khí muốn thành đi mau đi xem một chút cái khác học sinh vừa nghe thấy lời ấy liền theo không nén được vội hướng sườn núi sông tới. Tam bản nộ phủ tại sườn núi chiếc kia lò chế tạo nửa tháng cũng không chỉ đi, rốt cục muốn thành. Không ít hướng giữa sườn núi sông tới học sinh đều có mấy phần hưng phấn, thảo luận không thôi. Tam bản sư huynh vũ khí muốn ra lò. Dương Linh vừa nghe đến tin tức như vậy, cũng không khỏi hai mắt bốc lên lóe sáng quang mang. Thiếu gia, có muốn hay không đi xem một chút, tam bản sư huynh luyện tạo chi thuật đây chính là chúng ta vân nê học viện tất cả, hắn dị hỏa, không biết có bao nhiêu bạn học hâm mộ đây. Dương Linh vội đối lý thất giả nói. Đi xem một chút cũng không sao. Lý thất giả nở nụ cười, dù sao đều là muốn đi ngang qua sườn núi. Dương Linh không nói hai lời, kéo lý thất giả, hướng sườn núi chạy tới, tốc độ ngược lại mười phần nhanh. Tam bản sư huynh, đây chính là nắm giữ tiên thiên mệnh cung người, mệnh cung tứ tượng bên trong sinh mệnh lô hồng có độc nhất vô nhị dị hỏa. Tại hướng sườn núi sông tới thời điểm, Dương Linh đối lý thất giả nói. Kinh bạo tin tức, âm nha con gái vậy mà trưởng thành. Muốn biết âm nha vị này con gái đến cùng là ai chăng? Muốn biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ ư? Chú ý uy chát công chúng hào tiêu phủ quân đoàn. Kiểm tra lịch sử tin tức hoặc đưa vào con gái liền có thể xem tin tức liên quan. Chương 3604, Tam Bản Nộ Phủ Tại vạn lô phong giữa sườn núi, có một cái lò lửa, cái này miệng lò lửa sinh tại trong giếng, nghiêng vào ngọn núi, thoạt nhìn như là thẳng vào ngọn núi chỗ sâu nhất nham giếng đồng dạng. Tại đây một cái giếng trong lò toát ra hừng hực lửa khói, lửa khói xích vàng, diễm quang trung còn mang theo một ít kim sắc quan mang, như vậy lửa khói nhảy lên, hình như là hỏa diễm hoàng tử trên đỉnh đầu vương miệng. Lúc này, tại giếng lô bên cạnh, thạch châm phía trên, một cái vũ khí tại bị gõ lấy, mỗi một lần gõ, nặng nề tiếng kim loại va chạm đều tại giữa sườn núi quanh quẩn. Đứng tại giếng lô bên cạnh gõ luyện tạo binh khí là một thanh niên, người thanh niên này thân hình cao lớn, lộ ra vạm vỡ, hắn làn da thô ráp, dường như nhiều năm bị gió sương rèn luyện, bị mặt trời phơi khô đồng dạng, tuy là người thanh niên này tuổi không lớn, nhưng mà, hình dạng của hắn chí ít so với hắn tuổi già cỗi không ít. Ở thời điểm này, người thanh niên này trên người, trên người quần áo cột vào bên hông, lộ ra cái kia bền chắc gồng lên cơ bắp, toàn thân hắn cơ bắp để cho người ta xem xét, chính là tràn đầy bộc phát lực, tự như lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Tại thanh niên bên hông, còn mang theo một cái rìu to bản, rìu to bản lấy kỳ bảo rèn đúc, dưới ánh mặt trời, lập loại nhiếp nhân tâm hồn sắc bén, hơn nữa, cái này rìu to bản để cho người ta xem xét, liền có một loại mười phần cảm giác nặng nề. Nhìn thấy cái này rìu to bản, liền có thể tưởng tượng, một búa bổ tới, có thể đem một tòa núi cao chém thành hai khúc. Cái này lúc này, chỉ thấy thanh niên một tay cầm to lớn chùy sắt, thiết chù y này cũng không biết dùng cái gì ngoài dự đoán kim đúc thành, mỗi một lần vung xuống đập xuống thời điểm, đều sẽ vẽ lên một đạo tử ngân sắc quang mang. Mười phần rực rỡ Mà thạch châm bên trên chỗ rèn luyện cũng là một cái rìu to bản, chỉ bất quá, cái này rìu to bản cùng hắn bên hông rìu to bản không giống tại thạch châm bên trên rèn luyện rìu to bản so với bên hông rìu to bản đến càng thêm đẹp đẽ cái này rìu to bản hiện tự sắc quản chi lúc này ở bị rèn luyện thời điểm vẫn là tử khí mờ mịt dường như cái này rìu to bản là từ tiên cảnh bên trong lấy ra đồng dạng nghe được đinh đan đinh đan đinh đan từng tiếng nặng nề vững vàng rèn luyện thanh âm vang lên thanh niên một chu y một chùi y đập vào rìu to bản phía trên mỗi một chù y đều tràn đầy tiết tấu. Mỗi một chù y đều tràn đầy lực lượng. Hơn nữa, tại mỗi một lần hạ xuống sông, liền nghe đến bồng một tiếng vang lên, thanh niên hai tay dân trào ra sinh mệnh chân hỏa, sinh mệnh chân hỏa trong nháy mắt đem rìu to bản cùng trừ chù y đốt đến đỏ bừng. Tại nặng nề gõ phía dưới, tại đinh đan, đinh đan tiết tấu âm thanh bên trong, chỉ thấy từng đạo vần sáng hiện lên, hơn nữa, mỗi một lần đập phía dưới, vần sáng liền sẽ mở rộng ba tấc. Lâm sư huynh khó lường, lần này luyện tạo vũ khí, chỉ sợ càng hơn một bậc. Nhìn thấy trước mắt một màn này, không ít học sinh đều đều khen ngợi một tiếng. Lúc này, Dương Linh cũng lôi kéo lý thất dạ chạy tới, nàng nhìn thanh niên tại một lần lại một lần ra sức trui luyện bản thân rìu to bản thời điểm. Dương Linh hưng phấn mà vì lý thất dạ giới thiệu nói, thiếu gia, đây chính là chúng ta trong học viện tên tuổi lẫy lừng ngũ kiệt người, tam bản nộ phủ, lâm hạo sư huynh hắn nhưng là học viện chúng ta cường đại nhất một trong những học sinh đối với dương linh giới thiệu lý thất dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi ánh mắt rơi vào tam bản nộ phủ lâm hạo rìu to bản phía trên lúc này tam bản nộ phủ lâm hạo toàn bộ tinh thần quán trụ một lần lại một lần trui luyện bản thân rìu to bản hiện tại đã đến cuối sắp viên mãn thời điểm hắn không dám có chút lơ là bằng không mà nói chính là công lao đổ biển trước kia cố gắng đều uổng phí, dù sao, hắn cái này rìu to bản đã tấn luyện hai lần. Ở đây học sinh cũng đều không khỏi đều ngừng thở, chầm chầm lâm hạo một lần lại một lần trui luyện hắn rìu to bản. Tại Vân Nê trong học viện, tam bản nộ phủ lâm hạo, nhưng mà nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Tại Vân Nê học viện, có như vậy một cái xưng hào, Vân Nê ngũ kiệt. Vân Nê ngũ kiệt, chỉ chính là Vân Nê trong học viện kiệt xuất nhất năm vị học sinh không bị hạn chế bất kỳ một giới y nguyên còn tại vân nê học viện kiệt xuất nhất năm vị học sinh tam bản nộ phủ lâm hạo chính là ngũ kiệt một trong hơn nữa lâm hạo tại vân nê trong học viện là rất nhiều học sinh tấm gương bởi vì tam bản nộ phủ lâm hạo là ngũ kiệt bên trong duy nhất là dân thường xuất thân học sinh cũng là vân nê học viện kiệt xuất nhất học sinh trăm ngàn vạn năm đến nay tuyệt thế thiên tài tu sĩ kinh diễm vô địch thiên tôn đó là rất nhiều rất nhiều nhưng mà chân chính tự nhất nghèo hèn dân thường xuất thân cường giả chỉ sợ là không nhiều mặc dù là có nhưng quả thực là số ít bên trong số ít liền xem như có một ít thiên tài xuất thân thấp hèn nhưng vẫn như cũ có thể là xuất thân từ một cái nào đó tiểu môn tiểu phái hoặc là một cái xuống dốc tiểu gia tộc nhưng mà tam bản nộ phủ lâm hạo quả thực là xuất thân từ dân thường hắn đến từ phật đà thánh địa một cái thôn trang nhỏ không chỉ là cha mẹ của hắn liền xem như tổ tông của hắn ba đời, vậy cũng là thật Thà Sơn thôn nông dân. Xem như như vậy đấy hơi xuất thân Lâm Hạo, nhưng hắn nhưng là mười phần kiệt xuất, tại Bái Nhập Vân Nê học viện sau đó, đạo hạnh liền đột nhiên tăng mạnh. Không biết vượt qua bao nhiêu mang nghệ quan cửa bạn học thậm chí là sư huynh sư tỷ, cuối cùng trở thành Vân Nê học viện kiệt xuất học sinh, trở thành Vân Nê ngũ kiệt một trong. Lâm Hạo sư huynh búa, lần này rèn luyện sau đó, chỉ sợ sẽ quy lực lại muốn tăng vọt một cái cấp độ. Có vân nê học viện học sinh không khỏi sợ hãi tháng phục nói. Dù sao, vì cây búa này, Lâm Hạo Sư Huynh là đã hao hết rất nhiều tâm huyết, cái này miệng kim diễm lô, quanh năm đều có học sinh tới rèn luyện vũ khí, nghe nói, xếp hàng danh sách cũng đã xếp tới nhiều năm sau. Lần này Lâm Hạo Sư Huynh vì rèn luyện nó cái này đạo nguyên chân khí. Có thể nói là tìm không ít giao tình, mới từ một cái bạn học trong tay đổi lấy cái này danh ngạch một vị khác học sinh nói một vị biết càng nhiều tin tức học sinh nói nào chỉ là như vậy a à, vì lần này rèn luyện cái này đạo nguyên chân khí lâm hạo sư huynh còn từ lão sư trong tay mượn tới cực phẩm lô chù y cái này tử lô châm chù y nhưng mà chúng ta vân nê học viện nổi danh bảo vật không biết bao nhiêu học sinh đều muốn hướng lão sư mượn cái này châm đập cái này dù sao cũng là đạo nguyên chân khí a à đây là lâm hạo sư huynh lần thứ ba rèn luyện có học sinh sợ hãi tháng phục nói đúng a à. lâm hạo sư huynh cái này đạo nguyên chân khí nhưng mà kiếm không dễ chỉ nói hắn năm đó chọn tài liệu liệu thời điểm là học viện lão sư là hắn ra mặt tranh thủ được cái gì là trân quý đây có một vị nữ học sinh cũng không khỏi nói đạo nguyên chân khí chính là không thể coi thường vũ khí nó không như bình thường vũ khí cũng khác biệt tại bình thường bảo vật bình thường mà nói, làm tu sĩ đạt đến tam mùi chân thân cảnh giới sau đó, mới có thể chế tạo đạo thuộc về mình nguyên chân khí. Hơn nữa, đối với bất luận là một tu sĩ nào cường giả tới nói, đạo nguyên chân khí, đó là độc nhất vô nhị. Là duy nhất. Bởi vì đạo nguyên chân khí là theo tu sĩ cảnh giới mà trưởng thành, đạo nguyên chân khí, mệnh cung nhận chi, chân mệnh ông chi, đạo nguyên quẩn chi. Thậm chí có người nói, đạo nguyên chân khí, chính là tu sĩ bảo vệ vũ khí bởi vì nó là thủ hộ lấy bất luận là một tu sĩ nào chân mệnh cùng đại đạo nếu như mình đạo nguyên chân khí đều hủy vậy thì mang ý nghĩa tử vong hoặc là trở thành phế nhân tu sĩ cường giả có thể từ đủ loại thủ đoạn hoặc phương pháp đi đạt được kế thừa binh khí khác thậm chí có thể nắm giữ đạo quân vũ khí nhưng mà đạo nguyên chân khí đối với tu sĩ bản thân tới nói chính là duy nhất Ngươi không cách nào đem binh khí của người khác biến thành đạo nguyên của chính mình chân khí. Cho nên, đến tam mùi chân thân cảnh giới thời điểm, không ít tu sĩ cường giả đều sẽ bắt đầu lựa chọn bản thân đạo nguyên chân khí, để nó kèm theo chính mình trưởng thành. Ở thời điểm này, Lâm Hạo một lần lại một lần đập lấy đạo nguyên của chính mình chân khí, hắn cái này đạo nguyên chân khí tài liệu kiếm không dễ, có thể nói, lấy xuất thân của hắn, lấy thực lực của hắn, năm đó tuyệt đối phải không đến trân quý như thế tài liệu, là tại học viện lão sư bảo vệ phía dưới mới đến trân quý như vậy tài liệu cho nên lâm hạo là mười phần quý trọng bản thân cái này rìu to bản quản chi mỗi một lần rèn luyện là mười phần vất vả hơn nữa phải bỏ ra cái giá không nhỏ nhưng hắn vẫn như cũ rèn luyện hai lần đây là lần thứ ba ken một tiếng vang thật lớn làm lâm hạo một chù y nặng nề mà đập xuống thời điểm chỉ thấy rìu to bản vần sáng mở rộng tăng tới lớn nhất không còn có phương pháp mở rộng tăng. Tốt, ở thời điểm này, Lâm Hạo thét dài một tiếng, nghe được ầm một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy toàn thân hắn dân trào ra thao thao bất tuyệt sinh mệnh chi hỏa. Trên người hắn sinh mệnh chi hỏa mười phần phát triển, tràn đầy sinh mệnh lực lượng. Tại ầm tiếng vang phía dưới, tính mạng của hắn chi hỏa bao vây lấy rìu to bản, đưa vào giếng trong lò. Ở thời điểm này, giếng lô lò lửa nhận lấy sinh mệnh chi hỏa thôi thúc, nghe được ầm một tiếng vang thật lớn trong chớp mắt này chỉ thấy lò lửa phóng lên trời thao thao bất tuyệt như là hỏa sơn bạo phát đồng dạng mười phần hùng vĩ trở về lâm hạo hét dài một tiếng chỉ thấy tại tính mạng của hắn chi hỏa ngự giá phía dưới lò lửa một hồi nổ vang sau đó cuốn trở về vào giếng trong lò ông thành một đoàn một lần lại một lần rèn luyện rìu to bản nghe được âm um, âm um, âm um, tiếng oanh minh không dứt bên tai tại sinh mệnh chi hỏa thôi thúc phía dưới, lò lửa cực kỳ dồi dào, nhưng mà, bị áp chế tại trong lò, tràn đầy cùng bạo lực lượng lò lửa, điên cuồng rèn luyện rìu to bản, in dấu súng mạnh mẽ vô song hỏa diễm lực lượng. Ghê gớm nha, Lâm Hạo Sư Huynh không hổ là tiên thiên mệnh cung thiên tài, vì chủng sinh mệnh hồng lô, quả thực là mạnh mẽ vô song. Nhìn thấy như vậy một màn, tất cả học sinh cũng không khỏi sợ hãi thang một tiếng. Tam bản nộ phủ Lâm Hạo, xem như dân thường xuất thân hắn. Có thế bái nhập vân nê học viện, đương nhiên là có hắn chỗ hơn người, bởi vì hắn là tiên thiên mệnh cung. Mệnh cung có tứ tượng, một tượng vì gì vì tiên thiên. Lâm hạo mệnh cung tứ tượng bên trong sinh mệnh hồng lô chính là vì dị chủng, tính mạng của hắn chi hỏa không giống bình thường, để hắn nắm giữ tiên thiên mệnh cung thiên phú. Cũng chính bởi vì nắm giữ như vậy tiên thiên mệnh cung, cái này khiến lâm hạo tại luyện tạo vũ khí phía trên, có độc nhất vô nhị ưu thế. Có thể nói, tại Vân Nê học viện học sinh bên trong, Lâm Hạo luyện tạo vũ khí thực lực, đây tuyệt đối là số một số hai. Bất kỳ một cái nào học sinh đều biết, chỉ là dựa vào sinh mệnh của mình chi hỏa đi luyện tạo vũ khí, quy lực còn chưa đủ, nếu có vạn lô phong cường đại như vậy lò lửa giúp đỡ, như vậy, giống như hổ thêm cánh. Đây cũng là vì cái gì Vân Nê học viện học sinh như vậy ưa thích tới vạn lô phong luyện tạo binh khí, bởi vì ở đây, người người cũng có thể là luyện vũ khí đại sư. Kinh bạo tin tức, Hắc Long Vương phục sinh, vậy mà có thể treo lên đánh ngang tàn. Muốn biết trong này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì ư? Muốn biết Hắc Long Vương phục sinh càng nhiều tin tức ư? Tới đây. Chú ý uy chát công chúng hào tiêu phủ quân đoàn. Kiểm tra lịch sử tin tức, hoặc đưa vào phục sinh liền có thể xem tin tức liên quan. Chương năm, luyện vũ khí. Lo lửa rèn luyện, một lần lại một lần trui luyện tam bản nộ phủ rìu to bản, mỗi một lần rèn luyện, đều điến thả ra ánh sáng, giống như phải đem dị tượng căng ra đồng dạng, để cho người ta cho rằng không khỏi vì đó động dung. Cuối cùng, nghe được, ầm, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy nóng bỏng vô cùng lò lửa phóng lên trời, thẳng đánh vào thiên khung, như vậy một màn, thật sự là rung động nhân tâm, tự như là hỏa sơn bạo phát đồng dạng, để cho người ta cũng không khỏi trở nên hít một hơi lãnh khí tất cả mọi người không khỏi con mắt trợn trừng lên địa phương nhìn như vậy rung động một màn tiên thiên mệnh cung sinh mệnh hồng lô dị chủng đây chính là không thể coi thường nhìn thấy như vậy rèn luyện binh khí thủ đoạn những cái kia tới vạn lô phong luyện tạo binh khí học sinh cũng đều không khỏi trở nên sợ hãi than một tiếng tất cả mọi người khâm phục tam bản nộ phủ luyện binh thủ pháp càng khiến người ta trở nên hâm mộ vẫn là hán tiên thiên mệnh cung, vì chủng sinh mệnh hồng lô, đây là người khác không thể có. Chính là bởi vì nắm giữ tiên thiên mệnh cung, nắm giữ dị chủng sinh mệnh hồng lô, cái này khiến tam bản nộ phủ lâm hạo tại rèn luyện vũ khí phía trên. Có được độc nhất vô nhị ưu thế. Làm vang trời mà lên lò lửa tiêu tán sau đó, xem như đạo nguyên chân khí rìu to bản rơi vào lâm hạo trong tay. Lúc này, cái này đạo nguyên chân khí, chính là tử khí tràn ngập, cả thanh rìu to bản đều tràn ra nồng đậm vô cùng tử khí, làm một cầm lấy rìu to bản, liền bị tử khí chỗ quanh quẩn, đều sắp thấy không rõ rìu to bản bộ dáng. Hơn nữa, cái này quanh quẩn lấy rìu to bản tử khí, cho người ta một loại luyện hóa đại đạo cảm giác, dường như bất luận là lúc nào, nó cũng có thể có thể cùng đại đạo hòa làm một thể, trong một chớp mắt bộc phát ra cường đại nhất đạo binh lực lượng. Đồng thời, tại đây tử khí bên trong, có thể nhìn thấy rìu to bản lưỡi búa chấp động lên xích sắc quan mang, cái này xích sắc quan mang như có như không thoáng hiện tại lưỡi búa phía trên, dường như là cương mang đồng dạng, mỗi một sợi quan mang đều có thể đâm xuyên không gian đồng dạng, hơn nữa, cái này xích sắc quan mang, chính là nắm giữ nhiệt độ nóng bỏng. Dường như, một búa đánh xuống, không chỉ là búa uy kinh người, vô cùng sắc bén, thậm chí còn có thể bổ ra liệt diễm, trong nháy mắt đem kẻ địch vũ khí hòa tan mất tốt một cái đạo nguyên chân khí. Nhìn tam bản nộ phủ lâm hạo trong tay rìu to bản. Ở đây học sinh, thậm chí là so lâm hạo còn lớn tuổi sư huynh sư tỷ cũng nhìn không được khen một tiếng. Lúc này, lâm hạo tay nắm lấy rìu to bản, quá to, mở, vừa dứt lời bên dưới, nghe được, ầm, một tiếng vang thật lớn, rìu to bản trong nháy mắt hiện lên dị tượng. Tại đây dị tượng bên trong, như huỳnh hoặc lâm thế, bầu trời vang lên từng cơn nổ vang, tự như là hàng tỷ đất chết lãnh thổ giáng lâm, trong một chớp mắt nghiền ép cường địch. Ở trên đỉnh đầu treo cao lấy hàng tỷ đất chết lãnh thổ thời điểm, đặc biệt là cái này hàng tỷ đất chết lãnh thổ nghiền ép mà xuống. Có thể đem tất cả không gian nghiền nát bấy, cái này khiến không ít học sinh trong nội tâm run rẩy. Tốt một cái vạn tượng thần khu đạo nguyên chân khí A. Nhìn như vậy dị tượng, bất luận là cái nào học sinh, cũng không khỏi trở nên kinh hô một tiếng, nói, Lâm Sư Huynh không hổ là ngũ kiệt một trong. Đúng a, à, tại chúng ta Vân Nê học viện ngũ kiệt bên trong, coi như Lâm Hạo sư huynh không phải cường đại nhất, vậy chỉ sợ là cũng là luyện binh thứ nhất. Cái khác học sinh đều đều gật đầu hùa theo. Chúc mừng Lâm sư huynh, Lý sư huynh biết, đều muốn tự mình đến vì Lâm sư huynh chúc mừng. Có một vị học sinh hướng Lâm Hạo ông quyền. Trước tiên hướng Lâm Hạo chúc mừng. Người học sinh này ăn mặc một thân áo giáp, dáng người anh dũng. Giữa hai lông mày có mấy phần chiến ý, cả người có lăng lệ khí tức, để cho người ta xem xét, liền biết người học sinh này là sinh tại quân lữ gia đình. Vậy ta liền cảm ơn lý bạn học ý tốt. Lâm Hạo cũng gật gật đầu, lên tiếng. Chỗ nào, chỗ nào? Vì bạn học này cười hướng Lâm Hạo nói, Lý Sư Huynh muốn vì Lâm Sư Huynh chuẩn bị tiệc rượu, lấy chút Lâm Sư Huynh vũ khí đại thành niềm vui, cho nên liền để cứng buông tới mời sư huynh, không biết tại vị này kêu lưu kính tùng học sinh hướng lâm hạo đưa ra mời thời điểm ở đây không ít học sinh lẫn nhau xem liếc mắt nhìn tới lý tướng quyền có ý lôi kéo lâm hạo nhiều năm dài học sinh không khỏi nói thầm một tiếng những học sinh khác cũng thấp giọng nói đây cũng là bình thường sự tình dù sao lý tướng quyền giả tâm bừng bừng tương lai muốn tại kim sử vương triều đại triển tay chân kế đón hắn cha đại vị trở thành một cái phía dưới trên vạn người thái úy những học sinh này trong miệng Lý Tướng Quyền, đó cũng là cùng Lâm Hạo nổi danh Vân Nê Ngũ Kiệt một trong, người xưng lãnh mâu điện kiếm, là Kim Sử Vương Triệu có quyền thế nhất một trong thái úy con trai. Cảm ơn Lý bạn học ý tốt. Lâm Hạo cự tuyệt Lưu Kính Tùng mời. Thấy Lâm Hạo không chấp nhận mời, Lưu Kính Tùng cũng chỉ ngượng ngùng coi như thôi. Phụ thân hắn là đại tướng quân, chính là thái úy thủ hạ hắn đương nhiên là cùng vân nê ngũ kiệt một trong lãnh mâu điện kiếm, lý tướng quyền đứng ở một bên. Chúc mừng Lâm Sư Huynh, chúng ta đêm nay uống một chén thế nào? Thấy Lâm Hạo cự tuyệt lưu kính tùng mời, cái khác học sinh đều cười tiến lên hướng Lâm Hạo chúc mừng. Lâm Hạo là tại vân nê ngũ kiệt bên trong duy nhất dân thường xuất thân người, có thể nói, cũng là vân nê học viện ngũ kiệt bên trong duy nhất ít nhất lợi ích các dư học sinh. Đương nhiên cũng là nhiều học sinh kéo gặp lại đối tượng. Dù sao, ai nấy đều thấy được, Lâm Hạo tương lai tiền đồ vô lượng, nếu là có thể thừa dịp hắn tuổi trẻ thời điểm tới giao kết, tương lai tất có đại lợi. Lâm Sư Huynh, ngươi cái này đạo nguyên chân khí đã phản phát quy chân, nếu như Lâm Sư Huynh nhập thánh mà nói, cái này một cái rượu to bản quy lực, chỉ sợ có thể hoàn toàn áp chế cùng một cấp bậc vũ khí a. Có bạn học nhìn Lâm Hạo trong tay rượu to bản, khen ngợi nói: còn có bạn học cũng sợ Hải Tháng Phục Lâm Hạo luyện binh thủ pháp, nói: "Lâm sư huynh luyện binh thủ pháp đã là chúng ta Vân Nê học viện nhất tuyệt. Nếu là nhập thánh thời điểm, lại đem cái này đạo nguyên chân khí rèn luyện một lần, như vậy nhất định chắc chắn có nhất định bay vọt về chất." Ta cũng có ý nghĩ như vậy. Đối với vị bạn học này đề nghị, Lâm Hạo cũng không khỏi gật đầu, nói: "Lần tiếp theo, ta muốn dùng càn bá đạo lò lửa đi rèn luyện nó." Nếu quả như thật có thể luyện đến cực hạn nhất, nói không chừng tại nhập thánh sau đó, đại cảnh giới thời điểm có thể cùng thiên tôn vũ khí liều mạng một phen. Lâm Sư đệ ý nghĩ, quả thực là đủ cường đại, ngũ kiệt bên trong cũng chỉ có Lâm Sư đệ bạo dạng nghĩ như vậy. Liền so Lâm Hạo cấp cao học sinh nghe được Lâm Hạo ý nghĩ như vậy, cái kia cũng không khỏi khen một tiếng. Tự tìm đường chết, ngay tại Lâm Hạo cũng cảm thấy bản thân ý nghĩ như vậy có thể thực hiện thời điểm những bạn học khác đều đều khen ngợi lâm hạo lớn mật cùng ghê gớm thời điểm một cái đều đều âm thanh vang lên lâm hạo vừa luyện binh mà thành có thể nói là mừng rỡ thời điểm ở đây học sinh đều đều vì lâm hạo chúc mừng vì lâm hạo chúc đồng thời lâm hạo cũng là học sinh bên trong luyện binh thủ pháp cao minh nhất học sinh hắn có ý nghĩ như vậy cái khác học sinh liền sợ hãi tháng phục cũng không kịp đây hiện tại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy đó chính là giống một chậu nước lạnh thoáng cái dội tại lâm hạo trên đầu, ở thời điểm này toát ra một câu nói như vậy, cái kia tự hồ nghe lên có chủ tâm chính là cùng lâm hạo gây khó dễ. Tại dạng này ăn mừng thời điểm, chỉ sợ bất luận người nào nghe được lời như vậy, đều sẽ có chỗ mất hứng. Mọi người theo âm thanh nhìn tới, chỉ thấy nói ra lời này người, chính là một cái bình thường vô cùng thanh niên, đây đương nhiên là lý thất dạ. Tại Lâm Hạo rèn luyện binh khí thời điểm, lý thất dạ cũng một mực tại bên cạnh quan sát lý thất dạ đột nhiên cho lâm hạo tạc một chậu nước lạnh cái này cũng đem bên cạnh dương linh giật nảy mình dù sao ở thời điểm này nói lời như vậy đó là mười phần lỗi thời nghe tựa như là tại nguyền rủa lâm hạo đồng dạng tiểu tử này là ai vậy mà tại nơi này nói với nói vẫn có học sinh nhất thời vì lâm hạo can thiệp chuyện bất bình trầm giọng nói cũng có bạn học thoáng cái nhận ra lý thất dạ nói hắn chính là cái kia họ lý tiểu tử, nhưng mà một kẻ hung ác, ai cũng dám đắc tội. Hừ, ngoan nhân lại như thế nào, cùng vân nê ngũ kiệt dạng này thiên tài cùng so sánh, hắn có gì ghê gớm đâu. Cũng có học sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lâm Hạo không khỏi nhíu mày một cái, lạnh nhạt nói, vì bạn học này, lời này nói như thế nào. Lâm Hạo trong nội tâm đương nhiên là có chút không vui, hắn thật vất vả rèn luyện thành đạo nguyên của chính mình chân khí, trong nội tâm cũng không khỏi trở nên mừng khấp khởi hắn ở trong lòng cũng tính toán cảnh giới kế tiếp thời điểm lại luyện một lần bản thân rìu to bản để nó phát huy uy lực lớn nhất hiện tại lý thất dạ vậy mà nói hắn tự tìm đường chết đổi lại kềm chế không đủ người hiện tại liền tức giận dương linh thấy nhiều người như vậy nhìn chằm chằm lý thất dạ đặc biệt là những cái kia tôn sùng lâm hào học sinh trong ánh mắt càng là tràn đầy không tốt Nàng đều không khỏi có chút vì Lý Thất Dạ lo lắng, nhẹ nhàng lôi kéo Lý Thất Dạ ống tay áo, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Lý Thất Dạ chỉ là hời hợt nhìn hắn một cái, nói, ngươi đạo nguyên chân khí đã cực cương cực mạnh, lại dùng lửa mạnh rèn luyện một lần, nhất định sẽ vỡ, ngươi như lại luyện một lần, chính là tự tìm đường chết. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai a? À? Có Tôn Sùng Lâm Hạo học sinh liền không vui, nói, Lâm Sư Huynh chính là chúng ta học viện luyện tạo binh khí thứ nhất người có nghề. Ngươi một cái sơn giả tiểu tử, lại làm sao có thể hiểu được luyện binh, lại dám ở đây nói khoác không biết ngượng. Nghe được lý thất giả nếu như vậy, Lâm Hạo không khỏi nhíu mày một cái, nói, ta ngược lại không có phát hiện vấn đề này, không biết vị bạn học này là cái gì căn cứ cho là như vậy đây. Bản thân đạo nguyên chân khí, bản thân còn không rõ ràng lắm ư. Hắn đạo nguyên chân khí, nhưng mà Lâm Hạo một tay chế tạo ra tới, Lâm Hạo đối với mình vũ khí đó là không thể quen thuộc hơn nữa. Lâm Hạo cũng không có phát hiện bản thân đạo nguyên chân khí có vấn đề gì, cho nên, hắn đối với lý thất giả dạ nếu như vậy, cũng không phải là rất tin tưởng. Lâm Sư Huynh, ngươi ngừng nghe hắn nói với nói vẫn. Lúc này Lưu Kính Tùng cũng cười lắc đầu nói, hắn chỉ là vạn thú sơn một cái tiều phu mà thôi, lại chỗ này hiểu được luyện binh chi đạo, Lâm Sư Huynh chính là chúng ta vân nê học viện luyện binh đệ nhất thiên tài, không cần đi nghe một cái vô danh tiểu bối đề nghị. Lưu Kính Tùng cũng hữu ý lấy lòng Lâm Hạo, cho nên đem lý thất giả nói đến không đáng một đồng. Thấy Lưu Kính Tùng như vậy dèm pha lý thất dạ Dương Linh liền bất mãn, nạn không khỏi nói, thiếu gia của chúng ta chính là học trọng tài cao, hắn đối các phương diện đều có chỗ đọc qua. Hắn nói, tất có nguyên nhân. Vậy sao? Lưu Kính Tùng cười lạnh một tiếng, nói, nhìn vài cuốn sách, liền thật có thể cho là mình là đại sư. Chương 3606, không giống tảng đá. Ngươi, bị Lưu Kính Tùng vừa nói như vậy, Dương Linh nhất thời nói không ra lời, thoáng cái nghẹn lời, bị tức đến không nhẹ. So sánh với căm giận bất bình Dương Linh đến, lý thất Dạ từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh, cười cười, nói, không sai, ta chính là đại sư, có một không hai đại sư. Lý thất giả cái này thuận miệng lời nói, nhất thời làm cho tất cả mọi người không khỏi trở nên kinh ngạc thoáng cái, ở đây học sinh cũng không khỏi nhìn nhau liếc mắt, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lý thất giả nếu như vậy, tại bất luận cái gì học sinh nhìn tới. Cái kia thực là tại quá mức cùng vọng, chuyện này quả là chính là đem da trâu thổi lên trời giống như tam bản nộ phủ lâm hạo, hắn nghe được lời như vậy, hắn cũng không khỏi nhíu mày một cái. Coi như hắn vị này xem như vân nê học viện học sinh bên trong luyện khí có thiên phú nhất có, thậm chí có thể gọi là học sinh bên trong thứ nhất luyện khí hảo thủ. Nhưng mà, được người khác khen ngợi thời điểm, chính hắn cũng đều sẽ khiêm tốn vài câu, chính hắn cũng không dám nói là vân nê học viện thứ nhất. Nhưng mà, lý thất dạ nhưng trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, tự xưng đại sư. Hơn nữa còn là có một không hai đại sư, như vậy tự biên tự diễn mà nói, để bất luận người nào nghe, đều cảm giác có chút không đáng tin cậy, để cho người ta không khỏi cho rằng cái này da trâu thổi đến quá lớn. Thật là cùng vọng khẩu khí, vô tri tiểu bối, chỉ bằng ngươi cũng dám tự xưng có một không hai đại sư. Ở thời điểm này, có học sinh liền không phục, không khỏi cười lạnh một tiếng. Dù sao, tại vân nê học viện học sinh bên trong, cũng không ít luyện khí hảo thủ, coi như bọn họ thiên phú không bằng tam bản nộ phủ lâm hạo nhưng mà thực lực cũng sẽ không kém hiện tại lý thất giả tự xưng bản thân là có một không hai đại sư đây đương nhiên là để cái này bạn học sau khi nghe trong nội tâm bất mãn cho nên lập tức có bạn học nhịn không được chê cười lý thất giả gọi là đồng hành lẫn nhau lô có am hiểu luyện khí học sinh cũng là cười lạnh một tiếng nói không biết trời cao đất rộng gia hỏa cũng dám tự xưng có một không hai chỉ sợ ngươi là chưa từng gặp qua những người khác phương pháp luyện khí đi. Khoác lát thổi đến đủ lớn. Lưu Kính Tùng cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn Lý Thất Dạ, khinh thường nói, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, nơi này chính là Vân Nê Học Viện, thiên tài lớp lớp. Chỉ bằng ngươi chỉ là một cái sơn giả tiểu tử, nhìn qua mấy quyển sách nát, cũng coi như tự xưng là có một không hai đại sư. Nhưng mà, đối với những này chê cười, Lý Thất Dạ căn bản là không thèm để ý, chỉ là nhìn tam bản nộ phủ lâm hạo liếc mắt lạnh nhạt nói chính ngươi hảo hảo đi cảm thụ một chút chính ngươi đạo nguyên chân khí a à, nếu là ngươi lại luyện một lần nhất định là binh hủy thân phế làm càng lý thất giả nếu như vậy nhất thời đưa tới cái khác học sinh quát lên đặc biệt là đối với tôn sùng tam bản nộ phủ lâm hạo học sinh bọn họ nghe được lời như vậy càng là không vui theo bọn hắn nghĩ lý thất giả nói lời như vậy đó là tại nguyền rủa lâm hạo tại chửi bới Lâm Hạo. Họ lý, ngươi bây giờ hướng Lâm Sư Huynh xin lỗi còn kịp, bằng không mà nói, để ngươi đẹp mặt. Có tôn sùng Lâm Hạo học sinh nhìn không được đối lý thất giả quá to. Không sai. Lưu Kính Tùng cũng mượn cơ hội này gây rối loạn, có ý hướng tam bản nộ phủ Lâm Hạo lấy lòng, đối lý thất giả cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi nói chuyện tốt nhất có lý có chứng cứ, bằng không mà nói, đó chính là chửi bới Lâm Sư Huynh, hừ, đến lúc đó, coi như lâm sư huynh không tính toán với ngươi. Ta cũng tuyệt không tha nhẹ cho ngươi. Lý thất giả chẳng muốn để ý lưu kính tùng bọn họ, nhìn đều chẳng muốn nhìn bọn họ liếc mắt, xoay người rời đi. Hừ, xoay người trốn đúng không, nhìn tới ngươi chính là tự biết đuối lý. Thấy lý thất giả xoay người rời đi, có học sinh không khỏi cười lạnh, chê cười nói, ngươi chúc bản lãnh này, hay là hảo hảo có lại rùa tại ngươi vạn thú sơn chân thật làm tiều phu a, đừng đi ra mất mặt xấu hổ hiện tại chạy trốn, ít nhất nói rõ hắn còn có chút tự biết mình. Cũng có học sinh chê cười, đối lý thất dạ chẳng thèm ngó tới. Nhưng, Lưu Kính Tùng không muốn liền như thế bỏ qua lý thất dạ. Hắn quát khẽ nói, tiểu tử, dừng bước, người bêu xấu lâm sư huynh, liền muốn đi thẳng một mạch như vậy. Hừ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đối với Lưu Kính Tùng quát lạnh tiếng, lý thất dạ lý cũng không lý thoáng cái, dọc theo thềm đá mà lên, hướng đỉnh núi mà đi. Thứ không biết chết sống, là ngươi tự chuốc nhục nhã. Thấy lý thất dạ không thèm để ý bản thân, lưu kính tùng nhất thời ánh mắt trung lên, lộ ra sát cơ, bước ra một bước, có đối lý thất dạ ý tứ đồng thủ. Được rồi. Tại Lưu Kính Tùng muốn đối lý thất giả dạ động thủ thời điểm, Lâm Hạo đưa tay cản lại, trầm giọng nói, vị này Lý Công Tử cũng chỉ là phát biểu cái nhìn của mình mà thôi. Không có cái gì ác ý, cũng không có mang đến cho ta tổn thương gì, như vậy coi như thôi. Lưu Kính Tùng cũng chỉ đành dừng tay, vội khuôn mặt tươi cười đối Lâm Hạo nói, Lâm Sư Huynh chính là khoan hồng độ lượng, không hổ là chúng ta vân nê ngũ kiệt một trong, tiểu đệ khâm phục, khâm phục. Sư Huynh, tiểu tử này thật sự là thật quá mức, hắn rõ ràng chính là tại nguyền rủa ngươi, là tại chửi bới thanh danh của ngươi, nói không chừng hắn là ghen ghét Sư Huynh ngươi luyện khí thực lực. Có học sinh vì Lâm Hạo can thiệp chuyện bất bình, căm giận nói. Lâm Hạo không có lên tiếng, chỉ là nhíu mày, trong lòng trầm ngâm một chút. Sư huynh, đây chẳng qua là vô tri tiểu bối phát ngôn bừa bãi mà thôi, sư huynh không cần để ở trong lòng. Có học sinh thấy Lâm Hạo cau mày, vội an ủi nói, sư huynh chính là chúng ta Vân Nê Học viện luyện khí thứ nhất hảo thủ, họ lý cái này vô tri trẻ em, căn bản cũng không có tư cách bình luận sư huynh. Lâm Hạo không nói gì, chỉ là trong lòng suy nghĩ thoáng cái hắn cũng không có nói tức giận chỉ là lý thất dạ đột nhiên toát ra nếu như vậy để trong lòng của hắn cho rằng kỳ lạ dù sao hắn cùng lý thất dạ không cừu không oán lại nói trước đó hắn cùng lý thất dạ không nhận ra theo đạo lý tới nói lý thất dạ không cần thiết đột nhiên chửi bới hoặc là nguyền rủa mình tại hướng trên ngọn núi thời điểm ra đi theo sau lưng dương linh không khỏi căm giận bất bình nạn căm giận nói hảo tâm coi như chó phổi thiếu gia chính là có ý tốt hừ, bọn họ nhưng đối thiếu gia chăm chọc khiêu khích, thật sự là thật quá mức. So sánh với Dương Linh căm giận bất bình đến, Lý Thất Dạ chính là bình tĩnh vô cùng, hắn chỉ là nở nụ cười mà thôi, chưa đi chú ý, ở thời điểm này, dọc theo thềm đá đi lên, thềm đá rất gần kề ngọn núi, Lý Thất Dạ vừa đi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọn núi, động tác rất nhẹ nhàng. Ngươi phát hiện có cái gì không giống hay không? Đi lại thời điểm, Lý Thất Dạ liền như thế hỏi một câu lý thất giả cái này đột nhiên hỏi một câu để dương linh không khỏi trở nên kinh ngạc thoáng cái lấy lại tinh thần nàng nhìn quanh bốn phía một cái lắc đầu nói không có cái gì không giống a à, cùng bình thường không hề khác gì nhau dương linh không biết đã tới bao nhiêu lần vạn lô phong mỗi lần tới vạn lô phong đều là như vậy dường như trăm ngàn vạn năm đến nay nó đều không có mảy may biến hóa không phải cùng bình thường so sánh lý thất giả cười cười khe khẽ lắc đầu nói ta nói là vạn lô phong bản thân một cái so sánh lý thất dạ như vậy đánh thức dương linh nhìn quanh bốn phía một cái qua một hồi lâu nàng lấy lại tinh thần cuối cùng nói ta đã nhìn ra chính là chỗ này đã không có lô giếng trên thực tế từ giữa sườn núi bắt đầu đi lên liền không có một cái lô giếng cho tới nay đều là như vậy vạn lô phong miệng lò đều tập trung ở giữa sườn núi trở xuống lý thất dạ nhẹ nhàng vuốt ve vách đá lạnh nhạt nói, loại trừ cái này đâu. Nói thí dụ như, nơi này nham thạch. Ở thời điểm này, Dương Linh lúc này mới theo lý thất dạ ngón tay nhìn ngọn núi nham thạch. Có điều, nham thạch bên trên sinh ra cỏ dại, hoặc là có tích buồn, lại hoặc là bởi vì quốc tươi mọc đầy, nhìn không ra bao nhiêu đầu mối. Cái này, ta còn không biết. Dương Linh nhìn một lúc lâu nham thạch, nhìn không ra như thế về sau, nàng đành phải lắc đầu, thành thật nói, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bàn tay lớn lau một cái, chỉ thấy tích buồn, cỏ dại đều sột sột rơi xuống, lộ ra đá vốn hình dáng. Xem một chút đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Dương Linh tiến tới, cẩn thận nhìn sơn phong đá, ở thời điểm này, nàng mới phát hiện, sơn phong đá chính là một tầng lại một tầng, từng tầng từng tầng đá xây xếp mà thành. Giống như là cái gì từng tầng từng tầng đổ vào mà thành đồng dạng, thoạt nhìn lộn xộn, nhưng mà, nhìn kỹ dường như lại có cái gì quy luật đồng dạng nhưng mà dương linh xem không hiểu cái gì quy luật dương linh không khỏi đưa tay đi gõ gõ đá phát hiện cứng rắn vô cùng nàng không khỏi tò mò lấy ra vũ khí đi đào núi phong đá nhưng mà căn bản là đào bất động phải biết dương linh binh khí trong tay đó là vô cùng sắc bén chém sắc như chém buồn nhưng mà như vậy sơn phong đá nhưng không gây thương tổn được mảy may cái này lập tức để dương linh giật nảy cả mình làm sao sẽ cứng rắn như thế cái này đây là nham thạch bùn đất ư dương linh giật mình nhìn lý thất dạ đây là khác nhau lý thất dạ thản nhiên cười cười nói ngươi xem một chút như vậy nham thạch thổ chất từ nơi nào bắt đầu mới có giữa sườn núi phía trên dương linh thì thào nói cái kia tại sao vậy chứ bởi vì có vô địch thế hệ ở đây luyện qua vũ khí Lý Thất dạ ngẩng đầu nhìn liếc mắt Sơn Phong, lạnh nhạt nói: "Đạo quân luyện khí ư?" Dương Linh cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Vạn Lô Phong có thể nói là có không ít vô địch thế hệ luyện qua vũ khí, tại Vân Nê thượng nhân thời đại Mai Đạo quân ngay ở chỗ này luyện qua vũ khí. Ta nghe lão sư nói qua. Dương Linh không khỏi nói: "Năm đó Mai Đạo quân luyện tạo binh khí của mình thời điểm, từ bầu trời chỗ sâu lôi kéo quần tinh, từng khỏa to lớn vô cùng ngôi sao bị luyện hóa cuối cùng bị dội vào miệng lò vì hắn vô địch chi binh ra lò mà làm chăn đệm nghe lão sư nói lúc ấy mai đạo quân còn ngại hỏa khí không đủ mãnh liệt từ thiên ngoại kéo tới mấy khỏa mặt trời rút ra mặt trời tinh hỏa đưa vào trong lò tế luyện nói đến đây dương linh cũng không khỏi mê mẩn trong lúc nhất thời trở nên mê mẩn thử nghĩ thoáng cái một đời vô địch đạo quân lôi kéo vô số ngôi sao đến đây luyện hóa chi, lại là kéo dao động tới mặt trời, rút ra mặt trời tinh hỏa, đây là cỡ nào bá đạo thủ đoạn. Như vậy một màn, đó là cỡ nào hùng vĩ, đó là cỡ nào rung động nhân tâm, nếu là có thể tận mắt thấy như vậy một màn, chỉ sợ là có phút ba đời, chỉ tiếc, nàng không thể sinh ở như vậy một thời đại, nhìn một chút vân nê thượng nhân vô thượng thần tư, nhìn một chút mai đạo quân vô địch phong thái. Chương 3607, Núi Lửa Đại Bạo Phát Tại Dương Linh nhanh tưởng nhớ đạo quân vô địch thời điểm, tại hướng về cái kia vô địch tuế nguyệt thời điểm, ở thời điểm này, nghe được bồng một tiếng vang lên, lý thất dạ trên bàn tay toát ra đại đạo lửa khói. Thiếu gia làm gì? Thấy lý thất dạ bàn tay toát ra lửa khói, Dương Linh không khỏi kỳ lạ, tò mò hỏi. Ta chuẩn bị luyện thanh vũ khí. Lý thất dạ nhìn nhìn trong tay lửa khói, thản nhiên vừa cười vừa nói luyện vũ khí dương linh hỏi thiếu gia chọn trúng vạn lô phong cái nào một cái lò đâu vạn lô phong lò trên cơ bản mỗi ngày đều có bạn học tại luyện vũ khí nếu như thiếu gia muốn luyện vũ khí chỉ sợ cần phải đi xếp hàng không chính là đỉnh núi cái này miệng lò lý thất dạ vừa cười vừa nói chủ lô dương linh không khỏi trở nên kinh ngạc nói thiếu gia chủ lô cũng đã dập tắt, dập tắt vô số năm tháng, hiện tại liền từng chút một ngọn lửa đều không có, không, liền từng chút một đống lửa nhỏ dư ôn đều không có. Ta tại, liền có. Lý thất giả hời hợt, mười phần tùy ý, nghe được lý thất giả một câu như vậy tùy ý, dương linh không khỏi trở nên chấn động, tuy là lý thất giả câu này, ta tại, liền có. Tuy nói là như vậy phong khinh vân đàm. Nhưng mà, thô bạo vô song, có vạn cổ nắm giữ tại trong tay khí khái. Ta tại, liền có. Dương Linh cũng không khỏi ngẩn ngơ, không biết vì cái gì, làm Lý Thất Giả dạ như vậy tùy ý nói ra một câu nói như vậy thời điểm, nàng liền cảm giác tất cả cũng có thể, Lý Thất Giả dạ nói vạn lô phong chủ lô có lò lửa, như vậy, nó nhất định sẽ có lò lửa. Ở thời điểm này, Dương Linh đều không cần bất kỳ lý do gì, liền hoàn toàn có thể tin tưởng Lý Thất Giả, dạ. Lý Thất Giả dạ nói có. Cái kia nhất định là có, không cần bất kỳ nguyên nhân, cũng không cần bất kỳ lý do gì. Tư, tư, tư âm thanh vang lên, Lý Thất Dạ bàn tay lớn đặt ở phong thể trên mặt đá. Nhất thời bốc lên sương mù, tại Lý Thất Dạ đại đạo chân hỏa hòa tan phía dưới, chỉ thấy nham thạch như là băng tuyết đồng dạng tùy theo tan rã, Lý Thất Dạ bàn tay lớn từ từ lâm vào trong nham thạch. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đại đạo chân hỏa hòa tan nham thạch, toàn bộ bàn tay đều lâm vào trong nham thạch vậy thì để Dương Linh cũng không khỏi tò mò. Bồng, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ thấy Dương Linh bàn tay lớn cũng xông lên đại đạo chân hỏa, nhảy lên hỏa diễm tại gói khóa lấy bàn tay của nàng, nàng cũng học lý thất và hình dáng, bàn tay đặt tại trên mặt đá. Nhưng mà, cũng không như trong tưởng tượng tư. Tư, tư, âm thanh vang vọng, càng không có trong tưởng tượng như vậy nham thạch sẽ tan rã. Dương Linh trong tay đại đạo chân hỏa đốt cháy tại trên mặt đá thời điểm, nham thạch một điểm phản ứng đều không có, nơi nào sẽ giống lý thất dạ như thế có thể đem nham thạch tan rã. Dương Linh không tin tà, nàng không khỏi quát một tiếng, trong tay đại đạo chân hỏa càng thêm dồi dào, càng thêm nóng bỏng, trên bàn tay hỏa diễm thật cao vọt lên. Nhưng mà, mặc kệ Dương Linh thế nào khởi động bản thân đại đạo chân hỏa, đại đạo chân hỏa vẫn như cũ không cách nào tan rã nham thạch, thậm chí liền mảy may dấu vết đều không có lưu lại. Tư, tư, Tư âm thanh không dứt bên tai, lý thất dạ bàn tay lớn rơi vào nham thạch bên trong càng ngày càng sâu, sương trắng ứa ra, quản chi nham thạch lại đá trắng, tại bàn tay của hắn phía dưới vẫn như cũ tan rã. Như vậy một màn, để Dương Linh nhìn trận mắt hốc mồm, cái này có thể nói đã là Dương Linh tự mình đã trải qua. Đạo hạnh của nàng rõ ràng kinh lý thất dạ còn cao hơn, nhưng mà, nàng đại đạo chân hỏa tại đây trên mặt đá, không có để lại chút nào dấu vết, mà lý thất dạ đại đạo chân hỏa nhưng trực tiếp thanh nham thạch cho tan rã cổ quái như vậy sự tình nếu như dương linh không tự thân trải qua nàng đều khó tin thiếu gia vì cái gì ta đại đạo chân hỏa không gây thương tổn được cái này nham thạch mảy may dương linh trăm mối vẫn không có cách giải ngươi biết cái này nham thạch là cái gì ư lý thất dạ bàn tay lớn như cũ tại hãm sâu hắn thản nhiên vừa cười vừa nói dương linh suy nghĩ một chút lắc đầu nói, không phải là phổ thông nham thạch ư. Không, nó là phế thải. Lý thất và thản nhiên nở nụ cười, nói, là đạo quân, thiên tôn bọn họ luyện tạo binh khí thời điểm, lưu lại phế thải. Phế thải. Dương Linh ngây ngốc một chút, sau một lát, nàng suy nghĩ ra tới, Kinh Thanh nói, thiếu gia có ý tứ là nói. Từ giữa sườn núi bắt đầu, cũng không phải là cái gì bùn đất nham thạch, mà là năm đó đạo quân, thiên tôn luyện tạo vũ khí để lại phế thải, một tầng lại một tầng tích tụ lên. Đúng thế. Lý thất giả nở nụ cười. Dương Linh không khỏi sững sờ ngốc, cẩn thận nhớ tới, cái này cũng quả thực phải như vậy, thử nghĩ một cái, năm đó đạo quân, thiên tôn tế luyện binh khí thời điểm, tràn diện kia cái kia đồng tĩnh là cỡ nào to lớn, luyện tạo một kiện vô địch vũ khí, đó là chuyện khó khăn cỡ nào. Đạo quân, thiên tôn vô địch vũ khí, chỉ sợ là thiên truy bách luyện lượng lớn tài liệu mới luyện ra một món đồ như vậy vũ khí đến cái khác bị tiêu tan sạch tài liệu thường thường sẽ trở thành phế thải nhiên độ ở đây khó trách là như vậy dương linh không khỏi thì thào nói đạo quân thiên tôn vô địch vũ khí phế thải tuy là nói tan trả nhiên độ ở đây nước thép đối với thiên tôn đạo quân tới nói vậy chỉ bất quá là phế thải mà thôi nhưng mà có thể luyện tạo đạo quân thiên tôn binh khí tài liệu đó là cỡ nào trân quý đó là cỡ nào ghê gớm cường đại cỡ nào quản chi là bọn chúng đã bị tan rã thành phế thải vẫn là trân quý phế thải vẫn là cứng rắn vô cùng cái này khó trách binh khí của nàng không gây thương tổn được nơi này nham thạch nàng đại đạo chân hỏa cũng không cách nào tan rã nơi này nham thạch bởi vì đây đều là luyện tạo đạo quân thiên tôn binh khí phế thải a à, thử nghĩ một cái năm đó luyện tạo bọn chúng thời điểm đạo quân thiên tôn là lấy nhiều A đáng sợ nhiệt độ cao mới có thể hòa tan bọn chúng. Đương nhiên, về phần tại sao lý thất giả dạ đại đạo chân hỏa có thể tan rã nơi này nham thạch, dương linh liền không cách nào giải thích, huống chi, lý thất giả dạ đạo hành rõ ràng so với nàng còn thấp hơn đây. Tư, tư, tư âm thanh hô lên, ở thời điểm này, lý thất giả dạ bàn tay lớn vẫn như cũ chìm xuống dưới hãm. Dường như, Lý thất dạ bàn tay lớn có thể thẳng thăm dò vào vạn lô phong chỗ sâu nhất đồng dạng, có thể trực tiếp đâm đến vạn lô phong ngọn núi phía trong lô tâm đồng dạng. Ngay lúc này, Dương Linh cảm nhận được một cổ nóng bỗng đập vào mặt, dường như vạn lò lửa mãnh liệt nhất lò lửa muốn ở thời điểm này tiết ra ngoài đồng dạng. Âm, âm, âm. Ở thời điểm này, vạn lô phong đột nhiên táo động, cả tòa vạn lô phong lay động không thôi. Đây là, vạn lô phong đột nhiên lay động, Dương Linh bị giật mình kêu lên, nàng không khỏi há mồm trợn mắt mà nhìn về phía lý thất dạ. Ở thời điểm này, nàng có một trăm cái lý do tin tưởng, vạn lô phong đột nhiên lay động, cùng lý thất dạ có quan hệ lớn lao. Xảy ra chuyện gì, vạn lô phong đột nhiên lay động, đem vạn lô phong trên dưới sở hữu học sinh đều giật mình kêu lên, tất cả mọi người còn tưởng rằng là động đất. Không phải động đất. Tất cả học sinh xem xét, phát hiện tất cả sơn phong cũng sẽ không động, chỉ có vạn lô phong tại lây đồng Là núi lửa muốn bạo phát ư Không đúng Là vạn lô phong muốn bạo phát ư Có học sinh không khỏi la hét nói Vạn lô phong muốn bạo phát Làm sao có thể chứ Một ít học sinh Cũng cảm thấy ý nghĩ như vậy Cũng không đáng tin cậy Ngay tại rất nhiều học sinh Đều đang suy đoán thời điểm Tại vạn lô phong đỉnh Bồng một tiếng vang lên Cái kia đã yên lặng trăm ngàn vạn năm lâu Vạn lô phong chủ lô vậy mà xông lên một tia ngọn lửa như vậy một màn cũng đúng lúc bị ở trên đỉnh núi du ngoạn mấy cái bạn học thấy được chủ lô bốc lửa chủ lô bốc lửa tại thời gian trong nháy mắt tin tức này truyền khắp toàn bộ vạn lô phong trên dưới chủ lô bốc lửa cái gì chủ lô bốc lửa có bạn học nghe được tin tức như vậy còn ngạc nhiên một cái không thể phản ứng lại chính là vạn lô phong bên trên chiếc kia chủ lô a nó toát ra lò lửa tận mắt thấy một màn này học sinh lớn tiếng hướng sở hữu bạn học tuyên bố làm sao có thể có bạn học nghe được tin tức như vậy không tin nói vạn lô phong chủ lô đã trăm ngàn vạn năm không có bốc lên qua một tia lò lửa làm sao có thể đột nhiên toát ra lò lửa đâu chính xác trăm phần trăm là ta tận mắt thấy còn có mấy cái bạn học ở đây đây cái này tận mắt thấy bạn học lập tức lời thề son sắc hướng sở hữu bạn học bảo đảm nói. Thật là có khả năng. Mặt khác có bạn học nói, vừa rồi vạn lô phong không phải lay động sao? Nói không chừng vạn lô phong đã phát sinh biến hóa. Vạn lô phong chủ phong đã yên lặng trăm ngàn vạn năm lâu, hiện tại lại một lần nữa tỉnh lại, đây cũng không phải là không có khả năng. Còn có bạn học như vậy suy đoán nói. Đi, chúng ta đi lên xem một chút trong lúc nhất thời nhiều bạn học đều phóng người lên bay thẳng bên trên đỉnh núi trong lúc nhất thời vạn lô phong chủ lô toát ra lò lửa tin tức truyền khắp toàn bộ vân nê học viện rất nhiều học sinh vừa nghe đến tin tức như vậy lập tức kiềm chế không được chúng ta nhanh đi trước xếp hàng chiếm vị trí tốt có lò lửa trước hết luyện vũ khí đây chính là chủ lô nếu là có thể dùng nó lò lửa tới luyện vũ khí nói không chừng có thể để cho chúng ta binh khí uy lực tăng lên mấy cái cấp độ. Có học sinh bằng nhanh nhất tốc độ hướng Vạn Lô Phong đỉnh núi chạy đi. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu bạn học hướng Vạn Lô Phong đỉnh núi chạy đi. Ở thời điểm này, Vân Nê học viện lão sư cũng nghe đến tin tức như vậy, đặc biệt là lão tổ cấp bậc lão sư, vừa nghe đến tin tức này thời điểm, không khỏi nhíu mày một cái, từ từ nói, này lại là thế nào một hồi biến dị? chủ lô không có lý do gì đột nhiên thức tỉnh mấy cái nguyên lão cấp bậc lão sư nghe được tin tức này cũng thương thảo lên nói chủ lô đã trăm ngàn vạn năm dập tắt mặc kệ là nguyên nhân gì nhưng nếu như nó muốn thức tỉnh sẽ không đột nhiên cần phải có nhất định điều kiện nếu không nó là không thể đột nhiên thức tỉnh những nguyên lão này cấp bậc lão sư biết một ít nội tình cho nên thảo luận lên chuyện này đến thần thái cũng nghiêm túc không ít là a à, chủ lô là không thể nào bản thân đột nhiên tỉnh lại, việc này hẳn là muốn điều tra một cái. Một cái khác lão sư nói nói, liền sợ có người thăm dò thèm nhỏ giải. Còn có lão sư có chút ít lo lắng. Tại Phật Đà Thánh Địa, ước lượng nhớ kỹ chúng ta những vật này. Còn có thể là ai, không khỏi chính là Kim Sử Vương Triều Nha. Một cái khác tuổi tác càng lớn lão sư không khỏi nở nụ cười, nói, ta liền muốn xem bọn hắn đại tông sư có dám tới hay không đúng lúc là một cái cơ hội. Chương 3608, Lò lửa cháy Ngay tại tất cả mọi người tuôn hướng vạn lô phong đỉnh núi thời điểm, tại trên thềm đá, lúc này Lý Thất Dạ mới từ trong nham thạch rút ra bàn tay lớn tới. Lúc này, Lý Thất Dạ bàn tay bắt đầy một nắm lớn bùn đất, chính xác nói, đây là từ nham thạch bên trong lấy ra tới phế thải vốn đi qua trăm ngàn vạn năm dung luyện ngưng kết sau đó đã từng phế thải đã sớm ngưng tố thành cứng rắn nhất nham thạch nhưng mà lúc này bị lý thất giả dạ nắm trong tay tại lý thất giả dạ đại đạo chân hỏa phía dưới quản chi cái này lại cứng rắn nham thạch quản chi nó là không sợ những người khác đại đạo chân hỏa đốt cháy nham thạch cũng như nhau hòa tan mất nghe được suy 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 đốt cháy không ngừng bên tai chỉ thấy tại lý thất giả dạ trong tay hòa tan mất nham thạch từ tan rã đến thiêu hủy, toàn bộ quá trình 10 phần cấp tốc. Trong thời gian ngắn ngủi, vốn là một khối lớn nham thạch bị đốt cháy thành sau móng tay còn nhỏ. Phần lớn nham thạch bị đốt cháy sau đó, không còn là dung thành nước thép, mà là trực tiếp bị khí hóa. Nhìn như vậy một màn, Dương Linh cũng không khỏi miệng há thật lớn, tại vừa rồi, nàng cũng thử qua, nàng đại đạo chân hỏa, căn bản là đốt không được cái này đá trắng nham thạch mảy mây. Nhưng mà tại lý thất dạ đại đạo chân hỏa phía dưới, cái này không chỉ là đá trắng nham thạch bị hòa tan mất, hơn nữa trực tiếp bị khí hóa mất, bị lý thất dạ dung luyện đi ra chưa tác dụng phế thải, trực tiếp bị bốc hơi rơi mất. Cuối cùng, tràn đầy một bàn tay phế thải, tại lý thất dạ đại đạo chân hỏa dung luyện phía dưới, vẹn vẹn chỉ còn lại có từng chút một, chỉ có lông tóc lớn nhỏ, so ra mà nói, so lông tóc to một chút. Tất cả vô dụng phế thải bị bốc hơi sau đó, chỉ còn lại có một chút như vậy lông tóc lớn nhỏ đồ vật, nó tại lý thất dạ đại đạo chân hỏa dung đốt phía dưới lăng mình không chỉ. Nó tại đại đạo chân hỏa bên trong, giống như là một cái nho nhỏ dao lông đồng dạng, kỳ lạ vô cùng. Hơn nữa, ở thời điểm này, mặc kệ đại đạo chân hỏa là thế nào đi đốt cháy nó, nó đều hoàn toàn vô sự. Một tí tẹo như thế so lông tóc còn to như vậy một ít đồ vật, tuy là Dương Linh xem không hiểu đây là vật gì, nhưng mà, nhìn nó tại lý thất giả dạ, đại đạo chân hỏa đốt cháy phía dưới vẫn như củ lăng mình không chỉ nàng liền hiểu một tí tẹo như thế đồ vật có lẽ sẽ là cứng rắn nhất trân quý nhất tài liệu đây là vật gì nhìn lý thất giả dạ trên bàn tay một tí tẹo như thế đồ vật dương linh không khỏi tò mò nói lý thất giả dạ để bàn tay bên trên một tí tẹo như thế đồ vật đổ vào dương linh trên tay dương linh giật nảy mình bởi vì lý thất giả dạ trên bàn tay đại đạo chân hỏa có thể đốt cháy cứng trắng như thế đồ vật. Hơn nữa, lúc này trên bàn tay một chút đồ vật bị đốt đến đỏ bừng đổ vào bàn tay của mình bên trên, đây chẳng phải là thoáng cái đem bàn tay của nàng đốt cháy mất. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ lạ, khi như thế từng chút một giống rung rẩy đồng dạng đồ vật đổ vào trên bàn tay của nàng thời điểm, nhưng không có chút nào nóng bỏng, liền một chút nhiệt độ đều không có. Vào tay ngược lại có một loại mát mẻ một loại mềm trượt hình như là một cái nhỏ bé đến không thể lại thật nhỏ tiểu xà tại bàn tay nàng bên trên du động đồng dạng cái này cái này cuối cùng là cái gì đâu dương linh đều cho rằng kinh ngạc vô cùng đây là từ nham thạch bên trên dung luyện đi ra mà ở trong đó nham thạch chính là phế thải ngưng tố mà thành dung luyện sau đó vậy mà như thế thần kỳ dương linh có thể nói là mở rộng tầm mắt có câu nói bách luyện thành cương vạn luyện đâu Lý thất già thản nhiên nở nụ cười. Vạn luyện. Dương Linh không khỏi sững sờ thoáng cái. Nàng chưa từng có cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này, bách luyện thành cương, câu nói này ngược lại là cảm giác nghe được. Bách luyện đều có thể thành thép, như vậy vạn luyện đâu? Dương Linh nghĩ không ra vậy sẽ là thế nào? Nơi này vừa vạn luyện tạo một kiện binh khí, một kiện binh khí tốt. Lý thất dạ nhìn một chút đỉnh núi, thản nhiên vừa cười vừa nói, Vân Nê thượng nhân lôi kéo đến như vậy một ngọn núi, cũng là có ý nghĩ của hắn, Vân Nê học viện đem vạn lô phong cấp cho đạo quân, thiên tôn rèn đúc vũ khí, đó cũng là có nó nguyên nhân. Đó là cái gì nguyên nhân? Dương Linh không khỏi tò mò hỏi. Nhưng, Lý Thất Dạ chưa hề nói, mỉm cười, xuôi theo thềm đá mà lên. Thiếu gia hiện tại liền muốn lên đi luyện vũ khí ư. Dương Linh lấy lại tinh thần, vội đuổi theo. Lý Thất Dạ cười cười, nói không sốt ruột từ từ đi thời cơ còn không có trưởng thành đi lên trước xem một chút đi dương linh đành phải đi theo đi lên nàng đều không khỏi nhìn lý thất dạ liếc mắt nàng cho rằng lý thất dạ càng ngày càng thần bí nàng hoàn toàn nhìn không thấu lý thất dạ trước kia nàng vẫn cho rằng lý thất dạ là vàng thú sơn sinh trưởng ở địa phương tiều phu mà thôi hiện tại nàng cho rằng lý thất dạ cũng không phải là một cái tiều phu bằng không mà nói một cái tài vạn thú sơn lớn lên tiều phu, sẽ không có lấy như vậy tài năng và học vấn. Vậy thì để Dương Linh cho rằng kỳ quái, nàng trong lòng tràn đầy nghi ngờ, lý thất giả kết quả là người thế nào? Tại vạn lô phong đỉnh núi, lúc này đã là đầy ấp người, người đông nghìn nghiệt, vân nê học viện học sinh nghe được tin tức sau đó, đều nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt, đương nhiên, cũng có học sinh muốn trước chiếm cứ chủ lô, trước luyện một cái vũ khí lại nói. Vạn lô phong đỉnh núi, cũng không phải là trong tưởng tượng như thế bằng phẳng, toàn bộ đỉnh núi là hiện nội hình dạng. Là hướng phía dưới trũng, từ xa nhìn lại, giống như là một cái miệng núi lửa, một cái chết miệng núi lửa, không có bất kỳ cái gì dung nham phun trào miệng núi lửa. Trăm ngàn vạn năm đến nay, có quá nhiều người tại chủ lô bên trên từng tế luyện binh khí, đặc biệt là vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn, bọn họ ở đây tế luyện vũ khí sau đó, tất cả phế thải đều nghiên độ ở đây cái này khiến toàn bộ chủ lô bốn phía đều bị phế mẫu vụn chất đầy, chồng chất thấu cực kỳ cao rất cao. Tại từng tầng từng tầng phế thải đổ vào phía dưới, khiến cho vạn lô phong sơn phong tự như là một cái to lớn nội sắc đồng dạng. Bốn phía chỗ tích tụ phế thải cũng dung đúc ở nơi đó, biến thành cứng rắn vô cùng bùn đất. Ở thời điểm này, đứng tại vạn lô phong đỉnh núi phía trên, rất nhiều học sinh đều không có đi thêm chú ý chân mình ở dưới bùn đất, rất nhiều học sinh cũng không biết. Dưới chân bọn hắn bùn đất, từng là đạo quân, thiên tôn chỗ tế luyện vũ khí sau đó để lại ở dưới phế thải. Cho dù có học sinh nghe lão sư nói qua, nhưng mà, cũng không có học sinh để trong lòng mặt đi, bởi vì cái này cũng đã là bị nhiên đổ ở đây phế thải, chỉ sợ không có một chút tác dụng nào. Tại Sơn Phong vị trí trung ương nhất. Cũng liền như đấy nồi đồng dạng vị trí, nơi này có một cái lô giếng, cái này miệng lô giếng không tính lớn tại lô bên giếng bên cạnh còn bày biện một khối to lớn vô cùng đe đá. Khối này đe đá cũ nát vô cùng, thậm chí có cỏ dài sinh trưởng ở phía trên, cả khối đe đá đen nhánh, thoạt nhìn cũng không thu hút hình dáng. Tại đe đá phía trên, để một cái to lớn vô cùng chùy sắt, cái này chùy sắt đã sinh ra không ít gỉ lốm đốm, chùy sắt sắt chui cũng không biết là tài liệu gì làm, thoạt nhìn như là chui gỗ, nhưng mà vô cùng bẩn. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập hợp tại lô giếng phía trên. Ở thời điểm này, lô giếng toát ra một đám ngọn lửa, như vậy một đám ngọn lửa, cũng không sáng rực, giống như ánh nến đồng dạng, đương nhiên, so với ánh nến đến, đó là càng thêm sáng rực một ít. Thật a, à, chủ lô lửa khói thật xuất hiện. Nhìn lô giếng một tí tẹo như thế ngọn lửa, không ít học sinh cũng không khỏi trở nên tháng phục một tiếng. Tuy là nói, cái này vẹn vẹn so ánh nến lớn một chút ngọn lửa, đầy đối với một cái luyện khí bếp lò tới nói, một chút như vậy lò lửa đó là còn thiếu rất nhiều nhưng mà vạn lô phong chủ lô đã tắt trăm ngàn vạn năm lâu bây giờ có thể toát ra một tiên ngọn lửa đến cái kia đã là mười phần không dễ dàng nhìn tới chủ lô thật sự là muốn tỉnh lại có một vị niên cấp tương đối cao học sinh nói cũng không biết khi nó triệt để mạnh lên thời điểm cần bao lâu thời gian chúng ta đợi nó mạnh lên liền có thể tế luyện binh khí cái khác học sinh cũng đều không khỏi kích động nói. Muốn tế luyện binh khí bạn học, cái kia đều muốn xếp hàng. Ở thời điểm này, một cái học sinh lớn tiếng nói, ta là cái thứ nhất tới trước, cho nên, cái thứ nhất danh ngạch là về ta. Mọi người theo thanh âm này nhìn tới, người nói lời này chính là Lưu Kính Tùng. Nguyên Lai like. Lưu Kính Tùng vừa nghe đến chủ lô lò lửa bốc lên tới thời điểm, chính là cái thứ nhất xông lên, cho nên hắn chiếm cứ cái thứ nhất danh ngạch tại vạn lô phong lô giếng có như vậy một cái quy kỷ tất cả muốn tại lô giếng luyện binh khí bạn học đều phải theo tới trước tới sau lần lượt xếp hàng cũng không phải ngươi cái thứ nhất đến có được hay không có học sinh thấy lưu kính tùng chiếm cứ cái thứ nhất danh ngạch có chút không vừa lòng liền đối lưu kính tùng nói lưu kính tùng cũng không việc gì phải sợ bọn hắn đảo mắt nhìn tất cả mọi người ở đây liếc mắt nói ta là cái thứ nhất tạo sổ sách đăng ký người hơn nữa Ta cái này danh ngạch chính là là Lý Sư Huynh lưu lại, nếu như ai không hài lòng, liền cùng Lý Sư Huynh cướp cái này danh ngạch, ai có thể cướp được qua Lý Sư Huynh, ta liền đem cái này danh ngạch nhường cho ngươi. Lưu Kính Tùng trong miệng Lý Sư Huynh, chính là Vân Nê Ngũ Kiệt một trong lãnh mâu điện kiếm lý tướng quyền. Vậy ngươi lúc nào thì muốn luyện vũ khí, muốn luyện bao lâu? Có một vị học sinh liền không nhịn được hỏi, nói, vậy chúng ta phía sau bạn học cũng thuận tiện đăng ký xuống chờ lò lửa đủ dồi dào thời điểm chờ tài liệu của chúng ta đủ sau đó liền bắt đầu luyện vũ khí lưu kính tùng từ từ nói nói như vậy các ngươi là muốn một mực chiếm cứ chủ lô lưu kính tùng mà nói nhất thời để một ít học sinh bất mãn có trời mới biết chủ lô lò lửa muốn cái gì thời điểm mới đủ đủ dồi dào lưu kính tùng cũng lạnh nhạt nói ta nhưng không có ý tứ này ta cũng là dựa theo trường học quy kỷ tới ta là cái thứ nhất tạo sổ sách đăng ký cái khác học sinh cũng không thể nói được gì lưu kính tùng lời này cũng là có lý thôi được hiện tại gấp cũng vô dụng có học sinh liếc mắt nhìn như ánh nến lớn nhỏ lò lửa nói một chút như vậy ngọn lửa còn cách luyện vũ khí rất xa đây bị vừa nói như vậy mọi người cũng cảm thấy là đạo lý trước mắt chủ lô lò lửa chỉ có một tí tẹo như thế nói không chừng nói diệt liền diệt đi đây trong lúc nhất thời mọi người cũng không vội mà cùng lưu kính tùng tranh đoạt. Cái kia luyện chu y đâu, có người hay không đi lấy thoáng cái. Thấy lò lửa vẫn như cũ còn không có dồi dào xu thế, tất cả mọi người đành phải đợi, lúc này, có học sinh ánh mắt rơi vào lô bên giếng cái thất gỗ phía trên, nhìn thạch châm bên trên cái nào to lớn vô cùng chùy sắc. Đây là năm đó đạo quân bọn họ dùng để rèn luyện binh khí luyện chu y. Có một vị cấp cao học sinh nói, chỉ sợ rất ít người có thể cầm lên được. Chương 3609, ai cũng không nhấc lên được chùy sắt lớn. To lớn chùy sắt, vô cùng an tĩnh nằm ở thạch châm phía trên, ở thời điểm này, tất cả học sinh đều ánh mắt rơi vào cái này to lớn chùy sắt phía trên. Tin đồn nói, cái này to lớn chùy sắt chính là năm đó vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn dùng để rèn luyện binh khí chùy sắt, vẫn luôn đặt tại nơi này. Từ khi chủ lô lò lửa sau khi tắt, không còn có đạo quân, thiên tôn đến đây rèn luyện qua binh khí, cho nên, cái này một đầu chùy sắt cũng liền từ đây lẳng lặng nằm ở nơi này. Cũng là từ đó về sau, không còn có nhắc qua cái này một đầu chùy sắt. Thử một lần chứ sao? Ở thời điểm này, có học sinh nhìn không được nói, nói không chừng hiện tại tất cả cũng thay đổi, liền chủ lô lò lửa đều lần nữa phục nhiên, làm không tốt, cũng có người có thể cầm lên được cái này một đầu chùy sắt. Thử liên thử, còn có cái gì tổn thất không được? Cũng có học sinh dứt khoát gọn gàng, quát to một tiếng lập tức tiến lên đưa tay liền nắm chùi y chui quát to lên nhưng mà chùi sắt vẫn là lặng yên nằm ở nơi đó không nhích động chút nào mặc kệ người học sinh này sử dụng bao nhiêu lực lượng đều không phản ứng chút nào ầm à, một tiếng vang thật lớn người học sinh này huyết khí điên cuồng rền vang mà lên hỗn độn chân khí nổ vang hắn đã đem hết bú sữa mẹ khí lực nhưng mà chùi sắt vẫn là không nhúc nhích không được trọng lượng của nó căn bản là không cách nào đánh giá, giống như là một rễ đồng dạng, cùng cả tòa vạn lô phong hòa làm một thể. Người học sinh này không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, nói. Ta cũng tới thử một chút. Thấy người học sinh này nâng không động này cái chùy sắt mảy may, còn có học sinh không phục, vội tiến lên. Người học sinh này nắm thật chặt chùi y chui, hét lớn một tiếng, nghe được một tiếng trâu ọ thanh âm oanh động thiên địa chỉ thấy vị bạn học này toàn thân kim quang lay động, hắn là lắc mình biến hóa, trở thành một đầu to lớn vô cùng mãn ngưu, toàn thân phun ra nuốt vào lấy hoàng kim quang mang. Trần sư huynh thần mãn ngưu huyết thống quả thực là rất cường đại. Nhìn thấy cái này đồ sổ vô cùng mãn ngưu, nhiều học sinh cũng đều nhao nhao sợ hãi than một tiếng. Người học sinh này chính là yêu tộc xuất thân, có được thần ngưu huyết thống, lực lớn vô cùng, tại vân nê học viện có đại lực thần xưng hào lên, người học sinh này điên cuồng hét lên lấy, tiếng như kinh lôi, oanh động thiên địa, nhưng mà, mặc kệ hắn làm sao dùng hết bú sữa mẹ khí lực. Quản chi cái kia đồ sổ vô cùng thân thể đã là bắp thịt toàn thân bôn lên, nhưng, chùy sắc vẫn như cũ phát nằm ở nơi đó, không nhích động chút nào. Thiết chu y này, quá quỷ dị, chỉ sợ cả tòa vạn lô phong đều không có nó nặng đi. Vì bạn học này cuối cùng cũng chỉ đành từ bỏ, không khỏi nổi khí nói bởi vì người học sinh này mệnh danh là đại lực thần chính hắn có thể nâng lên vài chục tòa sơn phong đây nhưng mà như vậy một cái chùy sắt hắn nhưng một chút cũng cầm không được trong thời gian ngắn ngủi khá hơn một chút thực lực cường đại học sinh đều đi thử một cái nhưng mà vẫn là không nhấc lên được cái này chùy sắt mặc kệ những học sinh này dùng khí lực lớn đến đâu dùng như thế nào thủ đoạn nó đều lẳng lặng nằm ở nơi đó không nhúc nhích chút nào lâm sư huynh thử một lần thế nào rất nhiều học sinh đều thất bại sau đó, lúc này có học sinh giật dây đứng ở một bên Lâm Hạo, vừa cười vừa nói. Lâm Hạo nghe được chủ lô lò lửa thức tỉnh, hắn cũng là mau mau đã tới, chỉ bất quá, hắn nhìn thấy cái kia như ánh nến lớn nhỏ lò lửa, trong nội tâm cũng không khỏi trở nên thất vọng. Dù sao, hắn là luyện khí hảo thủ, nếu như chủ lô lò lửa thật sự là thức tỉnh. Đó chính là hắn đại triển thân thủ thời cơ tốt, hơn nữa hắn cũng đúng lúc mượn chủ lô thần hỏa, hảo hảo mà chế tạo thoáng cái binh khí của mình. Quên đi, ta chỉ sợ là không được. Lâm Hạo thấy nhiều như vậy học sinh đều thất bại, hắn cười lắc đầu, nói, có lẽ, cái này chùy sắc lớn, cũng chỉ có đạo quân mới có thể cầm lên được. Lâm sư đệ liền thử một chút thôi, dù sao thất bại cũng không có cái gì tổn thất. Cũng có sư tỷ yêu kiều cười, đối Lâm Hạo nói. Đúng, ngộ nhỡ lâm sư huynh có thế cầm lên được nó đâu. Cái khác học sinh cũng đều nhao nhao giật dây, ồn ào. Nói, đây chẳng phải là lâm sư huynh trở thành chúng ta vân nê học sinh một đại mỹ đam luận. Tốt a, à, vậy ta liền thử một chút. Tại tất cả bạn học giật dây phía dưới, lâm hạo không tốt lại tiến cử, đành phải tiến lên. Giang hai tay ra, nắm thật chặt truy sát bàn tay lớn chui, lâm hạo hít thở sâu một hơi, thét dài, quát, lên, trong chớp mắt này, chỉ thấy Lâm Hạo huyết khí như hãng hải đồng dạng, vang trời mà lên, hỗn động chân khí tràn ngập. Ở thời điểm này, Lâm Hạo toàn thân nổ vang, ở thời điểm này, Lâm Hạo không chỉ là bắp thịt toàn thân buông lên, thân thể của hắn tỏa ra bảo quang. Toàn bộ thân thể giống như đại đạo bảo bình đồng dạng. Nhìn Lâm Hạo lần này hình dáng, có không ít học sinh đều thán phục một tiếng, có một vị học tỷ cảm khái nói, thân thể là đại đạo bảo bình, đại đạo là thân thể thần tàng một câu nói kia tại lâm sư đệ trên người tràn trề thể hiện đi ra lâm sư huynh cơ sở chi bệnh chắc tại học viện chúng ta bên trong đó cũng là đứng hàng đầu lâm hạo thân thể có được như vậy trạng thái chính là đại đạo bảo bình cái này khiến bao nhiêu học sinh trở nên hâm mộ điều này nói rõ lâm hạo đại đạo cơ sở được đánh đến bệnh chắc vô cùng lâm hạo xuất thân từ dân thường hắn không giống những cái kia xuất thân từ đại giáo thế gia thiên tài như vậy vừa ra đời liền có thể tu cấp tốt nhất tâm pháp có thể tu luyện cường đại nhất công pháp nhưng mà trụ cột của hắn mười phần vững chắc quản chi hắn tu luyện công pháp là tương đối bình thường nhưng thân thể của hắn cùng đại đạo đều là trải qua vô số lần nện vững chắc rèn luyện khiến cho trụ cột của hắn tại cùng thế hệ bên trong càng tốt bền chắc lên lâm hạo một tiếng hét lên dùng lớn nhất khí lực đi rút lên chùy sắt lớn nhưng mà chùy sắt lớn không nhúc nhích chút nào lâm hạo khí lực lớn hơn nữa cái kia cũng chẳng qua là phù kiến lay động đại thụ mà thôi. Mở, Lâm Hạo không tin tà, cũng không thèm đến xỉa, thét dài một tiếng, ở thời điểm này, môn hộ mở rộng, nghe được, ầm, um, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy 10 cái mệnh cung bay vọt lên. 10 cái mệnh cung trong nháy mắt treo cao tại trời, chúa tể bác hoang, nghe được, ầm, um, ầm, um, ầm, um, âm um, thanh không dứt bên tai, chỉ thấy mệnh cung trận liệt, hóa thành một phương thanh thiên. 10 cái mệnh cung, pháp tượng thiên địa nhìn Lâm Hạo mười cái mệnh cung hiện lên hóa thành một phương thanh thiên để tất cả học sinh đều hét to một tiếng dù sao xem như học sinh trẻ tuổi như vậy cũng đã đạt đến vạn tượng thần khu cảnh giới cái kia quả thực là rất cường đại Lâm Hạo có thể trở thành vân nê ngũ kiệt đó cũng không phải là chỉ là hư danh nghe được bồng một tiếng vang lên chỉ thấy Lâm Hạo mười đại mệnh cung trong nháy mắt rũ xuống ngập trời liệt diễm mười đại mệnh cung sinh mệnh chi hỏa như là vô cùng vô tận mênh mông biển lớn đồng dạng trút xuống trong chớp mắt này mênh mông biển lớn sinh mệnh chân hỏa tập hợp tại thanh thiên bên trong nghe được ầm một tiếng vang thật lớn dị tượng hiện lên vô cùng vô tận sinh mệnh chi hỏa ngưng tụ mà thành hóa thành một tôn chí cao vô thượng hỏa thần làm cái này một tôn chí cao vô thượng hỏa thần đứng ở nơi đó thời điểm phun ra nuốt vào lấy đáng sợ vô cùng xích diễm tự hồ tại cái này trong một chớp mắt, có thể đem tất cả đốt cháy mất. Ở thời điểm này, Lâm Hạo đã biến mất không thấy, dường như, hắn chính là hỏa thần, hỏa thần chính là hắn. Tiên thiên mệnh cung, dị chủng sinh mệnh hồng lô a. À? Nhìn thấy Lâm Hạo xuất hiện như vậy dị tượng, không ít học sinh cũng vì đó rung động, không hề nghi ngờ, Lâm Hạo như vậy hỏa thần dị tượng. Chính là từ nó tiên thiên mệnh cung bên trong dị chủng sinh mệnh hồng lô biến thành. Âm, âm, ầm tiếng oanh minh không dứt bên tai ở thời điểm này chỉ thấy chí tôn đồng dạng hỏa thần đưa tay đi nâng chùy sắt làm hỏa thần dùng sức nhắc tới thời điểm tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia tuyệt thế vô song thực lực tại hắn nhắc tới chùy sắt thời điểm liền vạn lô phong đều lay động một cái tất cả học sinh đều cảm giác tại dạng này lớn khí lực phía dưới đừng nói là một cái chùy sắt chỉ sợ đại địa đều có thể bị nâng lên nhưng mà mặc kệ chí tôn đồng dạng hỏa thần thế nào lực lớn vô cùng thế nào có thể đem đại địa nhất lên nhưng mà truy sắc tức lẳng lặng nằm ở nơi đó không nhúc nhích tí nào căn bản cũng không nhận lâm hạo cái kia vô cùng cường đại lực lượng ảnh hưởng quản chi chí tôn đồng dạng hỏa thần dùng hết tất cả cứng nhưng mà đều không thể nhấc lên cái này truy sắc cuối cùng lâm hạo cũng không có tổn thất cũng chỉ đành từ bỏ nhìn tới ta là không có khả năng kia nhấc lên cái này truy sắc Cuối cùng, Lâm Hạo tán đi tất cả thần thông, khôi phục dáng dấp ban đầu, lúc này hắn cũng là tráng ứa ra mồ hôi, có thể nhìn ra được, vừa rồi hắn là dùng khí lực lớn đến đâu. Nhìn tới, không ai có thể nâng nổi cái này một cái chùy sắt. Nhìn thấy Lâm Hạo đều thất bại, cái khác học sinh cũng đều đành phải từ bỏ. Lâm Hạo xem như Vân Nê Ngũ Kiệt một trong, tại Vân Nê học viện nổi trội nhất cường đại nhất một trong những học sinh, liền hắn đều không nhấc lên được chùy sắt chỉ sợ cái khác học sinh càng đừng nghĩ có thể nâng nổi cái này chùy sắt. Có lẽ gọi đại sư tỷ đi thử một chút, dù sao hiện tại lò lửa đã thức tỉnh. Có một vị học sinh không khỏi nghĩ đến vân nê học viện cường đại nhất học sinh. Cũng chính là bọn họ trong miệng đại sư tỷ cô độc lam, hiện nay Phật đà thánh địa bốn đại thiên chi kiêu tử một trong. Vô dụng, thật ra thì tại mấy năm trước đại sư tỷ liền thử qua, nàng cũng không nhấc lên được cái này chùy sắc lớn. Một vị cấp cao học sinh lắc đầu, biết một ít chuyện. Nói như vậy, cái này chùy sắc lớn cũng chỉ có vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn mới có thể cầm lên được. Nghe được lời như vậy, cái khác học sinh cũng chỉ đành từ bỏ. Liền cô độc làm đều không nhấc lên được cái này chùy sắc lớn, cái khác học sinh thì càng đừng đi muốn nhấc lên cái này chùy sắc lớn. Chưa chắc. Ở thời điểm này, một thanh âm vang lên. Lão sư, mọi người theo thanh âm này nhìn tới. Không biết lúc nào đã có một vị lão sư đứng ở nơi đó, đây chính là Đỗ lão sư. Đỗ lão sư cũng là nghe được vạn lô phong chủ lô lò lửa thức tỉnh, cho nên hắn chuyên tới xem một chút. Lão sư, chẳng lẽ còn có những người khác có thể nâng nổi cái này truy sắc lớn ư? Ở thời điểm này, có học sinh không khỏi hỏi. Đỗ lão sư cười một cái nói, cái này truy sắc lớn chính là Vân Nê Tổ sư mang về nó không thể coi thường. Cũng không phải là nói, chỉ có vô địch đạo quân, vô thượng đạo quân mới có thể cầm lên được, người hữu duyên cũng giống vậy có thể cầm lên được cái này một đầu chùy sắc lớn. Thế nào mới coi như người hữu duyên đâu? Tất cả học sinh đều hai mặt nhìn nhau, cho rằng đáp án này thật sự là quá mơ hồ. Thế nào mới có thể trở thành người hữu duyên? Lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Lấy thực lực? Lấy thiên phú lại hoặc là lấy hắn đồ vật? Chương 3610, khiêu chiến. Duyên phận vật như vậy, thật sự là quá mức phiêu miểu, tại rất nhiều học sinh nhìn tới, duyên phận vật như vậy, là không nhìn thấy sờ không tới đồ vật, ai biết như thế nào duyên phận mới có thể cầm lên được cái này chùy sắc lớn đâu. Bất quá, đối với các học sinh nghi vấn, Đỗ lão sư lộ ra tươi cười, ở thời điểm này, ánh mắt của hắn rơi vào trên người một người. Lý Thiếu Gia cũng tới. Đỗ lão sư cười đi đến đỉnh núi người, mỉm cười nói. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cùng Dương Linh cũng đi lên đỉnh núi, ở đây đã người đông nghìn nghịt. Để cho người ta đặt chân địa phương đều không có, Dương Linh lôi kéo Lý Thất Dạ tốt chen lấn đi vào, đẩy ra lô giếng bên cạnh. Cho nên, Đỗ Lão Sư nhìn thấy Lý Thất Dạ sau đó, liền mỉm cười chào hỏi. Đỗ Lão Sư chủ động hướng Lý Thất Dạ chào hỏi, điều này cũng làm cho không ít học sinh nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần, huống chi, hiện tại Lý Thất Giả dạ Vân Nê học viện cũng coi là nổi danh người. Đa số học sinh đối với Lý Thất Giả dạ ấn tượng, đó cũng là vẻn vẹn ở lại tại cái kia cưỡi heo nhà như vậy một cái ấn tượng, đa số học sinh đều cùng Lý Thất Giả dạ không có bao nhiêu cùng xuất hiện. Cho nên, thấy đỗ lão sư chủ động hướng Lý Thất Giả dạ chào hỏi, cái này cũng quả thực là để không ít học sinh trở nên tò mò. Bất quá, cũng có một chút học sinh đối Lý Thất Giả dạ bất thiện, nói thí dụ như một ít tôn sùng lâm hạo học sinh chính là như vậy, dù sao tại sườn núi thời điểm lý thất giả nói lâm hạo lại rèn đúc đạo nguyên của hắn chân khí sẽ khí vỡ người phế, đây đương nhiên là để những cái kia tôn sùng lâm hạo học sinh đối lý thất giả không có cái gì sắc mặt tốt. thiếu gia có muốn tới hay không thử một chút? ở thời điểm này, đỗ lão sư cười hướng lý thất giả chào hỏi, vẫy vẫy tay, mỉm cười đối lý thất giả nói, cái này luyện chu y chính là chúng ta vân nê học viện một kiện trọng bảo, loại trừ vô địch đạo quân cùng số ít vô song thiên tôn bên ngoài, liền rốt cuộc khó có người có thể cầm lên được nó. Thiếu gia có muốn thử một chút hay không, nhìn có thể hay không dịch chuyển được nó. Đỗ lão sư gọi lý thất dạ đi thử nghiệm đi lấy thạch châm bên trên chùy sắt lớn, nhất thời để ở đây nhiều học sinh không khỏi trở nên kinh ngạc thoáng cái, không ít học sinh trong lúc nhất thời là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Lão sư, ngươi đây không phải đùa chúng ta đi. Có học sinh lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói, không nói lâm hạo sư huynh cầm không nổi, cái này chùy sắc lớn liền đại sư tỷ đều không cầm lên được, hắn một cái tiểu phu có thể cầm lên được tới. Cái này nói đùa cái gì? Nếu như vậy, nhất thời để không ít học sinh ồn ào cười ha hả, nói, lão sư đây coi là không tính là không bất công tất cả bạn học đâu. Để tất cả mọi người đi thử một lần đây, mặc kệ A Miu A Cẩu chỉ có thể nói là các ngươi thiện ý. Vốn là tính tình nóng nảy đổ lão sư, nhưng mà, hôm nay nhưng hiếm thấy tốt như vậy tính tình, hắn cười lắc đầu. Vậy mà không có chút nào tức giận. Thấy đổ lão sư không có một chút tức giận ý tứ, không ít học sinh lá gan càng lớn hơn, cũng có thể thả càng mở. Lão sư, cái này truy sắc lớn ngay cả chúng ta vân nê học viện thiên tài đều không cầm lên được, ngươi cho rằng những người khác còn có thể cầm lên được tới sao? chớ nói chi là một cái chỉ là vương giả bá thể thực lực cái này căn bản là chuyện không thể nào rất nhiều học sinh căn bản cũng không tin tưởng lý thất giả có thể cầm lên được cái này chùy sắt lớn không sai liền lại có người có thể cầm lên được cái này chùy sắt lớn cũng không thể nào là một cái vương giả bá thể người huống chi còn là một cái không có kiến thức tiều phu những cái kia đối lý thất giả vốn là có không vừa lòng học sinh càng là thừa cơ hội này nói móc lý thất giả một phen nếu như một cái tiều phu đều có thể cầm lên được cái này chùy sắt lớn vậy ta ở trước mặt tất cả mọi người nuốt sống sắt vụn cho cặn biểu diễn được rồi có học sinh căn bản cũng không tin tưởng lý thất giả có thể cầm lên được cái này chùy sắt lớn cái này cũng không thể nói tất cả học sinh xem thường lý thất dạ dù sao cái này một đầu chùy sắt lớn loại trừ vô địch đạo quân vô thượng thiên tôn bên ngoài liền không thấy ai có thể cầm lên được cái này chùy sắt lớn xa không nói ngay tại lúc này liền đọc cô lang thiên tài tuyệt thế như vậy đều không cầm lên được huống chi chỉ là một cái lý thất dạ hắn vẫn là vẻn vẹn nắm giữ vương giả bá thể thực lực mà thôi nhưng mà đỗ lão sư không để ý tới những học sinh này mỉm cười nhìn lý thất dạ từ từ nói thiếu gia có muốn hay không thử một lần đâu thiếu gia liền thử một chút chứ sao thấy nhiều như vậy bạn học chê cười lý thất dạ dương linh cũng vì lý thất dạ can thiệp chuyện bất bình trong nội tâm tức giận bất bình, cũng giật dây lý thất dạ, nói, nhấc lên cho những cái kia mắt chó coi thường người khác người nhìn một chút. Dương sư muội ngươi cũng đừng như vậy ngây thơ. Thấy Dương Linh tức giận bất bình hình dáng, có cấp cao sư tỷ liền cười lắc đầu, nói, cái này chùy sắc lớn chỉ có vô địch đạo quân, vô song thiên tôn mới có thể cầm lên được đến, hắn chút thực lực ấy, làm sao có thể cầm lên được đến, lại thế nào đi thử nghiệm, cái kia cũng chẳng qua là mất mặt xấu hổ mà thôi ai nói thiếu gia của chúng ta không cầm lên được dương linh căm giận bất bình nói thiếu gia của chúng ta thủ đoạn lại chỗ này là các ngươi có khả năng tưởng tượng đây không phải tay không thủ đoạn cái này nhất định phải là dựa vào vô cùng cường đại thực lực đến nói chuyện dương quần chúa vẫn không hiểu nói trắng ra là muốn nhấc lên cái này chùy sắc lớn chỉ sợ thấp nhất cũng là vạn đạo trời thân thể thực lực xem như cất bước có bạn học lắc đầu muốn đánh Tiêu Dương Linh suy nghĩ, liền để hắn nâng chút thôi, có gì ghê gớm đâu. Đối lý thất dạ toàn học sinh cười lạnh một tiếng, nói, cái này cũng chính để mọi người nhìn một chút hắn có thế nào rồi không tầm thường bản lĩnh. Đương nhiên, mất mặt xấu hổ, cái kia cũng xem như một loại bản lĩnh. Không ít học sinh, đối lý thất dạ là chăm chọc khiêu khích, đổ lão sư thấy được cũng không khỏi lắc đầu, nhưng mà, hắn vậy mà cũng không có tức giận chỉ là nhìn lý thất dạ mà thôi nhưng mà lý thất dạ căn bản cũng không có đi chú ý những học sinh này những học sinh này lời nói chuyện này quả là chính là như sau kiến đồng dạng gào thét đồng dạng căn bản cũng không có để ở trong lòng lúc này lý thất dạ ánh mắt chính là rơi vào lô giếng lò lửa phía trên chỉ có ánh nến lớn nhỏ ngọn lửa dường như tùy có một hồi gió nhẹ thổi qua đến đều sẽ bỗng chốc bị thổi đến dập tắt đồng dạng nhìn cái kia dao động lấy ngọn lửa Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, hướng Lô Diễn đi qua, dừng bước, chỉ có thể ở lại ở đây, không thể lại tới gần. Làm Lý Thất Dạ đến gần thời điểm, Lưu Kính Tùng lập tức ngăn cản Lý Thất Dạ, quát khẽ một tiếng. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn Lưu Kính Tùng liếc mắt, lạnh nhạt nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi quyết định tới hay sao? Lưu Kính Tùng lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ liếc mắt, nhìn xuống tư thế, nói, không sai, chủ Lô ta quyết định tới ta là cái thứ nhất ghi tên đăng ký người, ta còn không có luyện xong vũ khí trước đó. Ai cũng đừng nghĩ cướp cái này chủ lô. Lưu Kính Tùng nếu như vậy, để không ít học sinh trong nội tâm khó chịu, nhưng cũng chỉ là trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, dù sao, cái này chỉ là ánh nến lớn nhỏ lò lửa, căn bản là không có phương pháp lấy ra luyện tạo vũ khí, cho nên, những bạn học khác cũng lười cùng hắn tranh. À, ngươi mở lò luyện binh khí chưa? Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn ánh nến lớn nhỏ lò lửa, cũng không tính khí, lộ ra tươi cười. Lý Thất Dạ như vậy thần thái, Lưu Kính Tùng liền cho rằng Lý Thất Dạ đây là tại chê cười hắn, hắn liền thoáng cái đã kéo xuống sắc mặt, hắn lạnh lùng nói, ta luyện hay không vũ khí. Không cần đến ngươi một tên tiểu bối tới nhiều chuyện, tại ta còn có kiên nhẫn thời điểm, liền lập tức cút cho ta đi sang một bên, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lưu Kính Tùng thái độ như vậy, đỗ lão sư không khỏi nhíu mày một cái, nhưng mà, hắn cũng không nói gì, chỉ là đứng ở một bên đứng ngoài quan sát, đương nhiên, hắn cũng không lo lắng lý thất dạ an nguy. Nếu như lý thất dạ an nguy đều cần hắn đi lo lắng, như vậy hắn cũng không phải là cái kia tại vạn thú sơn lừa giết 10 vạn đại quân lý thất dạ. Vậy sao? Lý thất dạ không khỏi lộ ra nồng đậm tươi cười, từ từ nói, lời này hẳn là ta tới nói mới đúng. Hiện tại liền cút cho ta, nếu không, ta đem ngươi đập thành thịt vùng. Lý Thất Giả thốt ra lời này đi ra, nhất thời để tất cả học sinh cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lý Thất Giả ở trước mặt, tất cả mọi người nói ra lời nói lớn lối như thế đến. Lưu Kính Tùng cũng không chỉ là một cái dựa vào gia tộc phế vật, tuy là hắn sinh ra ở thế gia, phụ thân hắn cũng là Kim Sử Vương Triều Đại Tướng Quân. Nhưng! hắn cũng không phải là chỉ là sống ở bản thân trưởng bối ban cho ở dưới bao cỏ mà thôi, hắn tại Vân Nê học viện, cũng là một cái thực lực cường đại học sinh. Cũng là một cái mười phần ưu thế học sinh. Liền xem như không cách nào cùng lâm hạo bọn họ như vậy Vân Nê ngủ kiệt so sánh, nhưng không biết sau so bao nhiêu học sinh cường đại đến mức nào. Hiện tại lý thất giả dạ ở trước mặt tất cả mọi người, vậy mà nói phải đem lưu kính tùng đập thành thịt vùng, nếu như vậy, đó thật là quá phách lối đem ta đập thành thịt vụn lưu kính tùng lấy lại tinh thần sau đó hắn cũng không khỏi giận quá mà cười hắn không khỏi cười to nói ha ha a à, a à, là ta nghe lầm ư cái này không phải là hàng năm buồn cười nhất chơi cười a à. nói đến đây lưu kính tùng nhìn xuống hình dáng nhìn lý thất Dạ liếc mắt cười lạnh một tiếng khinh thường nói chỉ bằng ngươi chỉ là vương giả bá thể cũng dám ở trước mặt ta nói khoác không biết ngượng ta trong vòng ba chiêu nhất định chém ngươi bắt ngươi đầu chó tới tế lô vậy sao lý thất dạ cũng không tức giận nở nụ cười nói vậy thì ra tay đi ta một chù y liền đem ngươi đập nát tốt 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 lưu kính tùng giận đến cực điểm một cái vương giả bá thể tiểu bối lại dám như vậy xem thường hắn cái này khiến để cứng buông sao có thể nuốt được cơn giận này đây ta liền nhìn một chút ngươi có làm sao vậy không tầm thường bản lĩnh Lưu Kính Tùng đứng dậy, hướng Lý Thất Dạ vẫy vẫy tay, nói, vậy chúng ta ngay ở chỗ này so tay một chút, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta ra tay, nhất định chém của ngươi đầu chó. Ngươi bây giờ hối hận, hướng ta quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ còn kịp. Không cần. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lưu Sư Huynh, đừng như vậy nhanh lấy mạng chó của hắn, trước hảo hảo giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lúc này, Thấy Lưu Kính Tùng muốn cùng Lý Thất Dạ động thủ, lập tức có học sinh ồn ào hét lớn. Không sai, đừng để hắn coi thường chúng ta Vân Nê học viện. Một người học sinh khác la hét nói, hung hăng đánh hắn một trận lại nói, đánh hắn răng rơi đầy đất, đánh hắn lăn lộn đầy đất cầu xin tha thứ, cho hắn biết chúng ta Vân Nê học viện lợi hại. Trong lúc nhất thời, không ít học sinh đều ồn ào. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ chút thực lực ấy căn bản cũng không phải là lưu kính tùng đối thủ. Chương 3611, Trảm Vương kiếm. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu học sinh kêu gào để lưu kính tùng đi đánh Lý Thất Dạ, kêu gào muốn đánh đến Lý Thất Dạ răng rơi đầy đất. Theo bọn hắn nghĩ, lấy lưu kính tùng thực lực, đó là nghiền ép Lý Thất Dạ tồn tại dễ như trở bàn tay là có thể đem lý thất dạ nghiền ép, thậm chí có học sinh cho rằng, ba hai chiêu đem lý thất dạ giết, cái kia đều quá tiện nghi lý thất dạ, ai bảo lý thất dạ phách lối như vậy, quả thực chính là nhục nhã bọn họ vân nê học viện. Dù sao, lý thất dạ cũng không phải là vân nê học viện học sinh, vân nê học viện học sinh đương nhiên bài xích hắn. Huống chi, lý thất dạ như vậy một ngoại nhân, tại vân nê học viện tỏa sáng như vậy hùng biện, hoàn toàn không đem bọn họ vân nê học viện học sinh để ở trong mắt, đây không phải rõ ràng muốn tìm sự tình ư. Muốn tìm hấn bọn họ vân nê học viện ư. Cho nên, ở thời điểm này, coi như đối lý thất giả không có cái gì thành kiến, cùng lý thất giả không có cái gì ân oán học sinh, cũng đều nhau nhau đối lý thất giả bất mãn, bọn họ cũng nhìn không được phát ra thảo phạt lý thất dạ. Họ lý, ngươi ra tay đi, trong vòng ba chiêu, không, hai chiêu bên trong, bản công tử nhất định đem ngươi đánh ngã. Lưu Kính Tùng đứng ra, lạnh lùng nhìn chằm chầm Lý Thất Dạ, trong ánh mắt toát ra lạnh lùng sát ý, Lý Thất Dạ cười cười, tùy ý nói, ngươi hay là chuẩn bị chuẩn bị đi, có cái gì ẩn giấu bảo vật, có cái gì ẩn giấu công pháp, đều lấy ra đi. Làm tốt phòng ngự, nếu không, ta vừa ra tay, chỉ sợ ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có, một chù y đi xuống, ngươi liền thành thịt vùng. Tốt, ngươi miệng pháo mạnh nhất. Lưu Kính Tùng cũng không khỏi giận tới cực điểm, cười to, hắn gặp qua rất nhiều so với hắn người còn mạnh mẽ hơn, cũng đã gặp không ít thiên tài, nhưng mà, không có ai sẽ như vậy xem thường hắn. Không có người nào dám đối xử với hắn như vậy khinh thường, đây quả thực là để hắn tức giận lòng ngực đều muốn nổ tung. Cũng là khoác lác, ta ngược lại muốn xem xem, dựa vào chân thực bản lĩnh, hắn lấy cái gì tới một chù y đem lưu sư huynh đập thành thịt vụn ở đây học sinh cũng không tin đúng đấy hừ nếu như không có cái gì bàn môn tà đạo ta căn bản cũng không tin tưởng hắn có thế một chiêu đánh bại Lưu sư huynh liền xem như Lý sư huynh đều chưa chắc có thế một chiêu đánh bại Lưu sư huynh cái khác học sinh cũng đều nhao nhao lắc đầu còn có học sinh cười lạnh nói liền để hắn đem ra trâu thổi lớn chờ một chút nhìn hắn thế nào hạ tràng chỉ sợ hắn hạ tràng nhưng là thảm rồi đổi lại là ta nhất định sẽ hảo hảo mà dằn vặt hắn, đem hắn đạp tại dưới chân, để cầu mong gì khác tha, không vội mà giết hắn. Ở thời điểm này, Lưu Kính Tùng ở nơi đó, nghe được hét lớn một tiếng, nghe được ầm một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy toàn thân hắn huyết khí phóng lên trời, hỗn độn chân khí như cuồng triều đồng dạng ngoại phóng, tấn công tới, có bài sơn đảo hải chi thế, không ít học sinh đều bị hắn vô cùng cường đại huyết khí xung kích đến nỗi ngay cả lui mấy bước. Ngay lúc này, nghe được bồng một tiếng chỉ thấy lưu kính tùng toàn thân phun ra tam mùi chân hỏa ngập trời tam vị chân hỏa vọt lên chăm chú bao vây lấy toàn thân hắn giống như hắn là tới từ hỏa vực đồng dạng tại tam mùi chân hỏa ngoại phóng thời điểm vô cùng cường đại sóng nhiệt hừng hực mà đến dường như có thể đốt cháy tất cả nghe được ông một tiếng vang lên ở thời điểm này chỉ thấy lưu kính tùng mệnh cung mở ra tám cái mệnh cung nhảy vọt lên trời chìm nổi ở trên đỉnh đầu tại mệnh cung bên trong chỉ thấy chân mệnh ở trung tâm có nắm giữ tất cả chi thế chân mệnh có ba con đại đạo thần hoàng quanh quẩn thoạt nhìn mười phần thần thánh kỳ diệu vô cùng tám cái mệnh cung lưu sư huynh đã là tam mùi chân thân đại cảnh giới nhìn thấy trước mắt một màn này có học sinh kêu một tiếng mỗi cái tu sĩ một cái cấp bậc liền có thể mở ra một cái mệnh cung chỉ bất quá là tại đại cảnh giới thời điểm mới có thể mở ra thuộc về mình mệnh cung. Tại tu sĩ tu luyện cấp bậc bên trong, mỗi cái cảnh giới đều có đại, trung, tiểu ba cái cấp độ cảnh giới. Tại tiểu cảnh giới thời điểm, chính là tu khí dưỡng thể, ngoại phóng thần quan, chân mệnh thôn nạp hỗn độn chân khí, lấy rèn luyện bản thân. Lúc đạt tới trung cảnh giới thời điểm, thân thể trả lại chân mệnh, tại mạnh mẽ huyết khí tẩm bổ phía dưới, để chân mệnh càng thêm mạnh mẽ, khiến cho chân mệnh dài một thước, để chân mệnh đi đến tầng thứ cao hơn. Thật mạng lớn mạnh dài một thước sau đó, nhất định sẽ mở ra một cái mệnh cung, đây chính là đi vào đại cảnh giới. Hoàn toàn mới mệnh cung, lấy huyết khí, hỗn động chân khí uẩn dưỡng, lấy dấu đại đạo ảo diệu, lấy giữ càng nhiều huyết khí, hỗn động chân khí. Có thể nói, toàn bộ tu luyện quá trình, thân thể, chân mệnh, mệnh cung ba cái trong lúc đó, chính là lẫn nhau phù hợp. Hỗ trợ lẫn nhau cái này cũng liền có một câu tu sĩ chân ngôn thân thể chính là đại đạo bảo bình đại đạo chính là thân thể thần tàn lúc này lưu kính tùng nắm giữ tám cái mệnh cung vậy thì mang ý nghĩa hắn đã đạt đến tam mùi chân thân đại cảnh giới hắn đã mở ra cái thứ tám mệnh cung cái này khiến hắn bước vào tam mùi chân thân đại viên mãn cấp độ muốn đột phá bình cảnh sẽ bước vào âm dương tinh thể cảnh giới lưu kính tùng chân mệnh có ba con đại đạo thần hoàng quanh quẩn vậy thì nói rõ hắn tu luyện ba môn tâm pháp, hoàng, huyền, địa ba cái bậc phẩm tâm pháp hắn đều tu luyện. Nghe được khen, khen, khen từng cơn kim minh không ngừng bên tai, ở thời điểm này, chỉ thấy lưu kính tùng trên người bao trùm một tầng áo giáp, tầng này áo giáp hiển xích màu trắng, trên khải giáp lạc ấn có liệt diễm hình vẽ. Để cho người ta xem xét liền biết chính là lấy mạnh mẽ chân hỏa chỗ tế luyện thành phòng ngự bảo vật Xích hầu liệt diễm giáp A nhìn thấy lưu kính tùng vậy mà mặc vào như vậy bảo giáp cái này khiến ở đây học sinh cũng không khỏi trở nên ngoài ý muốn tất cả mọi người không khỏi sững sờ thoáng cái đây không phải xích hầu tướng quân từng mặc qua áo giáp ư nhìn thấy lưu kính tùng trên người áo giáp không ít học sinh cũng vì đó giật mình lưu sư huynh đây cũng quá đem tiểu tử này coi như một chuyện đi lúc này lưu kính tùng mặc trên người bảo giáp chính là phụ thân hắn ban cho bảo vật của hắn uy lực rất cường đại có thể dễ dàng mà chặn lại cùng cấp bậc vũ khí. Cứ như vậy một thân xích hầu liệt diễm giáp mặt lên người, hừ, họ lý căn bản liền không gây thương tổn được lưu sư đệ mảy may. Có một vị sư tỷ cười lạnh nói, phải biết, năm đó xích hầu tướng quân ăn mặc cái này một thân áo giáp ra vào sa trường, máu lịch bát phương, nó một thân áo giáp không biết có bao nhiêu cứng rắn. Lúc này, Lưu Kính Tùng lấy ra hai cái vũ khí, hai tay của hắn đụng một cái, nghe được, ầm, một tiếng vang thật lớn, tay phải là kiếm tay trái là thuẫn hai cái vũ khí tại nặng nề mà va chạm phía dưới liền đốm lửa nhỏ bắn tung tóe sóng âm tấn công tới chính là đinh tai nhức ốc để cho người ta đều không thể thừa nhận trảm vương kiếm cùng nang giang thuẫn nhìn thấy lưu kính tùng lấy ra hai món bảo vật này không ít học sinh đều giật mình nói đây là lưu sư huynh đắc ý bảo vật a lưu sư đệ giết gà sau lại dùng đao mổ trâu có Sư huynh nhìn thấy Lưu Kính Tùng lấy ra Cường Đại như thế bảo vật, cũng không khỏi cười ha hả, lắc đầu nói, ngươi Trạm Vương kiếm vừa ra tay là có thể đem hắn đầu chó chém xuống tới. Lưu Sư huynh cũng quá nghiêm cẩn, chỉ là một cái vương giả bá thể tiểu tử, cần phải như vậy giống trống khu chiên ư? Đây quả thực là lãng phí biểu lộ đây. Những bạn học khác cũng không khỏi nở nụ cười. Bất kỳ một cái nào học sinh đều cho rằng đối phó lý thất dạ như vậy một cái chỉ là vương giả bá thể tiểu tử, một cái trảm vương kiếm liền có thể dễ như trở bàn tay đem lý thất dạ chém giết, còn cần mặc cái gì xích hầu liệt diễm giáp, còn cần cái gì nan gian thuẫn. Đây quả thực là không biết trọng nhân tài. Lưu sư huynh ngươi một kiếm chém xuống đến, tiểu tử này đầu chó cũng đã lăn xuống trên mặt đất, hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có, chỗ nào còn cần mặc bảo giáp, cầm bảo thuẫn đi phòng ngự có một vị học sinh không khỏi cười ha hả. Tiểu tử, bản công tử ngược lại muốn xem xem ngươi có thể sử dụng tuyệt học gì đem ta đập thành thịt vùng. Ở thời điểm này, Lưu Kính Tùng đã làm tốt phong phú chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, đùa cợt chi ý, đã lại rõ ràng cực kỳ. Lý thất giả nói là một chú y đem hắn đập thành thịt vùng, cho nên Lưu Kính Tùng xỏ vào chính mình mạnh mẽ bảo giáp. Tay cầm mạnh mẽ thần thuẫn, chính là muốn nhìn một chút lý thất dạ có cái gì thủ đoạn đem hắn đập thành thịt vụn. Lưu Kính Tùng nghiêm túc, mặc bảo giáp, cầm thần thuẫn, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn cho rằng lý thất dạ có thể đối với hắn tạo thành như thế nào uy hiếp, hắn như vậy long trọng, thuần túy là đùa cực lý thất dạ, đồng thời cũng là khoe khoang một chút bảo vật của mình. Lưu Sư Huynh, ngươi quá để mắt hắn. Có một vị học sinh cười ha hả, nói, đừng nói là đem ngươi đập thành thịt vụn, ngươi bây giờ ăn mặc như vậy một thân bảo giác tay cầm lấy thần thuẫn quản chi hắn đem hết bú sữa mẹ khí lực đều không gây thương tổn được ngươi mảy may đi cái kia chút thực lực chỉ sợ cho ngươi gãi ngứa ngứa đều không đủ khí lực ở đây rất nhiều học sinh cũng đều cười vang lên cũng không thể nói tất cả học sinh xem thường lý thất dạ mà là sự thật liền bày tại trước mắt lưu kính tùng chính là nắm giữ tam mùi chân thân thực lực mà lý thất dạ chỉ là vương giả bá thể thực lực mà thôi hai người trọn vẹn chênh lệch hai cái cảnh giới, thực lực chênh lệch quá cách xa. Huống chi, hiện tại Lưu Kính Tùng ăn mặc một thân bảo giáp, tay cầm thần thuẫn, tại dạng này đề phòng nghiêm ngặt tử thủ phòng ngự phía dưới. Một cái chỉ là vương giả bá thể thực lực, giống như người học sinh này nói như vậy, liền xem như đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều không gây thương tổn được lý thất dạ mấy may. Tiểu tử, lấy ra binh khí của ngươi tới đi. Ở thời điểm này, Lưu Kính Tùng ăn mặc một thân áo giáp, vênh váo tự đắc, căn bản cũng không đem lý thất dạ để ở trong mắt, nhìn xuống lý thất dạ, cười lạnh nói, để mọi người mở mang tầm mắt, nhìn một chút ngươi có cái gì tuyệt thế thần binh. Một cái vạn thú sơn đi ra tiểu tử, có thể cầm được ra cái gì tuyệt thế thần binh đến, hắn có một kiện huyền giai thượng phẩm vũ khí. Cái kia cũng đã đúng không dậy nổi, cái kia đã là long trời lỡ đất. Có học sinh không khỏi cười ha hả coi như hắn thật sự có cái gì tuyệt thế thần binh cái kia cũng nếu có thể cầm lên được mới được muốn có thực lực kia đi thi triển cái này tuyệt thế thần binh uy lực mới được nếu không một cái tuyệt thế thần binh ở trong tay của hắn chỉ sợ liền cầm đều cầm không nổi còn có học sinh cười lắc đầu lời hắn nói tuy là không dễ nghe nhưng cũng là rất thực tế lấy ra binh khí của ngươi a để mọi người kiến thức một chút thoáng cái nhiều bạn học đều nhao nhao cười lên chơi cười ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Thiếu gia, ta có tiện tay vũ khí, người có muốn hay không thử một chút? Dương Linh gặp tất cả mọi người chê cười Lý Thất Dạ, nàng liền can thiệp chuyện bất bình, muốn đem binh khí của mình cấp cho Lý Thất Dạ.